Nghe này nghe gì? Anh để cho. Đây này ngủ ạ.
I need food. Yes. Vâng, xin chào mừng tất cả quý khán giả đến với buổi trực tiếp của VEC TV trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đối đầu solo random giữa Venlove và Gunny, một kèo đấu quá quen thuộc rồi. Vâng, có thể thấy trong thời gian gần đây anh Venlove khá khỏe trong những kèo đấu solo. Vâng, liên tục là solo cho các thể loại và AC tới random. Vâng, tiếp hết tất cả game thủ của AOE, làng AOE Việt Nam. Và bên trận thi đấu tối nay sẽ đối đầu với game thủ Gunny.
Vâng, liệu rằng Gunny có phục thù được trong kèo solo AC không? Khi mà được đối đầu với một Việt Lâm rất khỏe và trận đấu đầu tiên này bên mình là Persian, còn Gunny là cầm Greek. Vâng, rất thơm trong trận đấu này. Và không biết là tất cả anh em theo dõi kèo đấu trên web nhà chính kênh YouTube về hình ảnh âm thanh. Vâng, tỷ lệ tiếng Anh bình luận đã ổn chưa? Vâng, có còn những tình huống bị vang không? Vâng, kèo hôm qua solo với Love BB thì chúng ta hơi tiếc trong trận thi đấu chung kết và để thua với tỷ số 2-3 với C. Vâng, khá căng cò đấy. Ok, như vậy xin chào bạn tiên sinh Hải Cá. Vâng, tối nay chắc chắn em không bị đọc nhầm rồi. Vâng, đọc nhầm hay không cũng chỉ phong độ thôi ạ. Vâng, game thủ cũng có phong độ và cả bình luận viên và kỹ thuật viên về. Vâng, có hôm thì ăn nói cực kỳ là trôi chảy, có hôm kiểu cứ như là bị đang ngập kẹo vậy. Vâng, có hôm thì hơi bị mắc. Vâng, xin chào bạn Nam Thanh 66, nhưng hiện tại Vec với mình vẫn đang tuyển bình luận viên. À quên, giờ mình sẽ cập nhật quân lên cho anh em. Và một tình huống chưa để ý cập nhật quân lên. Vâng, đúng rồi, và xin bạn Nguyễn Duy Canh. Vâng, không biết là bạn hay là bằng tuổi. Vâng, đúng là bình luận viên về nhã đây rồi. Và trận thi đấu đầu tiên này bên mình là một loại quân đẹp Bắc Binh Persian đối đầu với Greek. Và dường như trong buổi tối hôm nay tôi mang vận đỏ đến cho anh Venlove rồi. Mới ngay trận thi đấu đầu tiên, một trận test tay thôi, bên mình đã là một loại quân cực kỳ tuyển về thế đột biến. Và tại xung quanh hiện trường này vâng hơi ồn một chút. Vâng, xung quanh quá khá nhiều là các game thủ đang đứng tại đây. Ok, như vậy mình sẽ cho thao tác chỉnh nhỏ tiếng game cho anh này. Và mới trận đầu tiên anh em có gì chưa lòng em vâng cứ chat đi, mình sẽ chỉnh sửa ngay để cho những trận thi đấu thời điểm về sau sẽ ngon nghẻ hơn. Vâng, mới thời điểm đầu tiên thì chắc chắn vẫn còn chưa khá nhiều anh em chưa vừa ý. Vâng, ok, vâng, xin chào tất cả anh em theo dõi trên YouTube. Vâng, xin chào anh Sĩ Đỗ Như. Vâng, dường như cũng vẻ hơi lâu chưa gặp anh trên anh YouTube cũng như trên kênh Vec. Vâng, dạo này có vẻ là vừa việc bận chăng hay là đi bị chủ nợ đòi hỏi thăm quá. Vâng, tình huống mic xoẹt xoạt kia mình chỉnh lại chốt cho anh em. Vâng, anh em test lại xem như vậy là ok cho âm thanh nó ổn định chưa nhỉ. Và đến với bài đấu này trong tay Persian của anh Venlove. Vâng, nhìn qua thì đầu tiên anh có hươu voi về đây, cả có xác hai voi rồi. Vâng, có xác hai voi, những xương của thằng hươu. Một bài đấu mà chắc chắn là Gunny không lên đời sớm hơn rồi. Một bài đấu mà cũng tương đối đẹp dành cho Venlove, một vài cầm chém tuyển Persian, một đoạn quân khá bú quả bú thực thịt và tương đối mắc bình. Và trận thi đấu này anh Venlove đánh với công thức là đánh với 25 dân một thế nhà cũng rất dễ là bo bế, nhưng quan trọng là dường như là bãi vàng nằm bên ngoài. Vâng,
Vâng, như vậy dường như mọi thứ đã ổn định rồi, chúng ta đến với trận thi đấu này thôi. Một bài đấu mà anh đẩy con giò vâng gặp ngay con sư tử và hơi đen một chút. Vâng, đội thực có thấy ôm được 3 lít, nhưng anh không nâng cấp công nghệ. Như vậy đã có một công nghệ dành cho những con giò. Như vậy là sẽ bài đấu 1L và đánh A luôn. Con giò của Gunny cũng đã đến rồi, một thế bài bò bế của Persia. Một chiếc nhà BE tại cái mép ruộng với giữa những dãy nhà BE là sẽ kín thế nhà này. Anh để ý đóng một chiếc nhà BE sát mép ruộng luôn. Vâng, chỉ cần hai, vâng một chiếc BA. Vâng, trong thi đấu mà MOBA cũng đã có giò tại đang chọc ngoáy cái bãi ruộng của mình, ở bãi quả của mình. Con giò của công nghệ của Gunny không biết là con giò đầy đủ công giáp hay là gì. Một bài đánh anh đánh thẳng A và không thủ về đối với người cầm Grick. Được rất khỏe nhưng mà không biết thế trận thi đấu này. Vâng, 6 giờ cũng như là 3 giờ không thấy nhà của người cầm MOBA. Vâng, chẳng nhẽ đây là một thế bài mà Gunny trên góc 12 giờ sao? Vâng, cho cái map solo này thì thường thì các nhà game thủ đối bán thường có thế đối địch, nhưng trận thi đấu này Gunny là một thế bài nằm ngang nhà viên lớp ở trên góc 12 giờ. Nông dân được vâng tổ chức vượt lên đây và có mê công. Vâng, có hai vụ được dâng lên dành cho Gunny. Vâng, tính cách của anh Gunny thì cũng phán đoán được cái tình huống dâng P rồi, nhưng mà tôi chưa nói, tôi chưa kịp nói đã có hai bên và là ba chiếc nhà BP thì phải. Liệu rằng đây là hai BP một BA hay là ba BP công lên đây chăng? Như vậy là đã có 3 phù được công lên dành cho người cầm Grick. Gần như tên phù tạm thời là số lượng phù đội bạn là đông hơn số lượng cung A. Thời điểm mà mình chưa tụ được cung A. Và máu của P trong tay Gunny dường như đã nâng cấp con phù 50 máu thì phải. Tôi thấy nó khá chịt. Năm nay 3 năm, như vậy là thời điểm này có lẽ mình phải giật một tên. Nông dân Persian không có bánh xe có thể tổ chức vụt phù. Tiếp tục là con phù nữa sinh ra. Một trận thi đấu mà mình lên đời sớm hơn, nhưng mà thế bài dò sai hướng và hơi bất ngờ. Một thế bài Gunny trên góc 12 giờ. Còn thế trận thì cũng đã định đoạt rồi. Vâng, nếu trận thi đấu này anh Vên lấp dò đúng thế nhà thì chắc chắn là trận thi đấu này giải quyết Gunny trong một đốt nhạc thôi. Vâng, sao trận thi đấu đầu tiên 1-0. Rogan, Rogan, Donna, Alamos,
Hello. Rồi ta đến với trận đấu thứ hai này ngay sau đây. Rồi sau một bài đấu test tay cầm Persian và trận đấu thứ hai này, bên mình là có AC Real. AC đối đầu với Minwan. Vẫn là một loại quần đẹp hơn dành cho game thủ Vlub. Vâng, xin chào tất cả anh em trên kênh YouTube. Vâng, không biết tất cả anh em theo dõi kia âm thanh như nào mà bảo mic vấn đề nhỉ? Và mình vẫn đang bình luận đây. Và xin chào bạn Lương Đình Thắng. Và mình mới đang bình luận đây. Và không biết là anh em theo dõi kèo đấu trên YouTube, vâng, vấn đề âm thanh như nào mà bảo mic có vấn đề. Và hiện tại thì anh em theo dõi trên kèo đấu trên kênh VecTV.net cũng tương đối ổn rồi. Và ra đến với bài đấu của Vlub trong trận đấu thứ hai này. Ôi không, chưa kịp nói gì nhiều. Một bài đấu mà Gunny chậm dần. Và sự bài đấu của Vlub trận đấu này là quá mắc bình đi. Vâng, về Gunny sẽ giữ sức cho trận đấu tiếp theo chăng? Vâng, có tỷ số 2-0 rất nhanh trong trận đấu đầu tiên. Vâng, ta đến với trận thi đấu thứ 3. Vâng, vẫn là AC. Vẫn là loại quần đấy, vẫn con người đấy, ánh mắt đấy. AC đối đầu với Babylon. Vâng, và trận thi đấu này vẫn là một quần không được đẹp dành cho Gunny. Vâng, chúng ta chờ đợi xem trong trận đấu thứ 3 này. Vâng, về bài vở của bài AC Real có mắc bình như trận thi đấu vừa rồi không? Một bãi quả đầu tiên đã tìm thấy, dường như bãi quả đấy cũng tương đối ổn và cánh rừng thông ngay đây. Bãi quả 6. Vâng, nền đất cực kỳ xanh mượt. Isa, 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 Isa,
Vâng, chào đến với trận thi đấu thứ 3 thôi, vâng, trận thi đấu chung kết được coi là trận thi đấu chung kết dành cho Gunny. Và 9 giờ thi đấu và đây là 9 giờ 12. Vâng, 2-0 rất nhanh trong hai trận đấu đầu tiên này. Và nhìn qua thế bài này trong trận đấu thứ 3 dành cho anh Ven Lớp, một thế bài AC là cực kỳ đẹp. Vâng, có hưa voi, đã có hưa voi, dường như cái bãi quả phụ thì chưa tìm thấy. Quan trọng đã có 3 cánh rừng thông, 3 cánh rừng rồi, 2 cánh rừng thông và 1 cánh rừng già, tạo nên một thế rất dễ khung. Vâng, rất dễ cơ cấu. Và liệu rằng trận đấu này, vâng, về Gunny có đánh solo cung không? Cứ theo phán đoán của mình thì có lẽ trận thi đấu này Gunny sẽ cũng đánh lạc đà thôi. Vâng, vài hai voi của Ven Lớp. Vâng, cũng tương đối đỏ cho trận thi đấu này. Vâng, về quân cũng tương đối mắc bình. Và bài thì trận thi đấu này cũng không hề kém cạnh so với trận thi đấu thứ hai. Vâng, mặt bên này có hai con sư tử. Vâng, vớ vẩn trong cái bóng đen này phải lòi ra thêm một con voi. À, không không. Rồi đây chính là bù con voi này. Trận thi đấu hai voi và anh cẩn thận trận thi đấu này. Vâng, nông dân AC, đội nông dân có tốc độ chạy tương đối nhanh, vì vậy là tình huống. Vâng, con voi không quay đầu. Vâng, con voi trong turn thi đấu vừa rồi đã không quay đầu, dường như mọi thứ vẫn đang ủng hộ anh Ven Lớp trong trận đấu thứ 3 và cả xe đấu đầu tiên này thì phải. Vâng, xin chào bạn Nghĩa Trần. Vâng, mình là viên Vê Nhã. Về thời điểm này vẫn có người hỏi, có lẽ thời gian gần đây bạn không theo dõi kèo đấu nhiều. Với lúc này câu voi không chết dần nào không? Đôi voi thì không chết đâu, còn 3 voi thì mới nằm. Vâng, bãi quả phụ trên này. Vâng, một trong thức dường như anh đánh với 26 dần. Một bãi BS đầu tiên là bãi BS không được đẹp. À, đây là BS thứ 2. Như vậy chiếc BS này là một chiếc BS có tính chất là ăn đỡ thôi, một bài ánh ăn chung. Như vậy trận thi đấu này nhà Gunny rơi vào mạn khoảng 12 giờ gì đấy. Vâng, đầu Gunny cũng ăn tranh bãi quả này với Ven Lớp. Một bài đấu mà Gunny chủ động đóng thế BG đẹp hơn. Và tên thi đấu này, nông dân của Gunny. Vâng, tạm thời nông dân mình hơi tắc. Vâng, đúng rồi, vâng, dạo này hồi xuân rồi. Vâng, đánh rất khỏe cho anh Ven Lớp. Vâng, hôm qua đánh với BB, hôm nay đánh với Gunny. Và chúng ta chờ đợi thời gian khoảng vài ngày nữa sẽ là kèo đối đầu solo giữa Ven Lớp và Hồng Anh. Và đấy là tôi bật mí cho, và không phải bật mí mà tôi tiết lộ cho một kèo solo sớm nhất thời gian gần đây của anh Ven Lớp đối đầu với Hồng Anh. Và không biết là hôm nào thôi. Vâng, mai thì chưa chắc, nhưng mà vâng, mấy ngày tới đối thủ chắc chắn là Hồng Anh rồi. Vâng, đã nhắm rồi. Vâng, Ven Lớp đã tạo một cái lịch rồi. Vâng, tạo công lịch liệt kê tất cả các danh sách game thủ vào làng Việt Nam. Và từng ngày, vâng, từng ngày tuyên chiến một. Và trong thời gian tới này, game thủ Ven Lớp cũng sẽ tổ chức những bữa tiệc live stream. Vâng, mời dân bằng em ủng hộ và like fanpage của anh Ven Lớp. Vâng, xin chào bạn Thomas Đinh. Phải là anh Linda, vâng, có vẻ bạn hơi nhầm lẫn một chút rồi. Vâng, một trận thi đấu mà Gunny lên đời cũng tương đối sớm, một bài đấu mà ăn tranh bãi quả với Ven Lớp. Rồi trận thi đấu này, Gunny vẫn là bài đánh chém thôi, vâng, đánh chém bình thường. Một bài đào vàng thủ P dành cho người cầm AC, vâng, rất chắc cốt dành cho anh Ven Lớp trong trận thi đấu này. Một bài đấu mà con giò của Gunny hơi khó chịu, không sao, mình có cung T của AC thủ lại. Tạm thời những cơ sở quan trọng của mình đã bò bế rồi, vâng, có một P bên trong. Thời điểm về sau thì chắc chắn Gunny cũng chuyển bánh xe và đánh con cung R thôi.
Vâng, như vậy là Facebook của anh Venlove là Đỗ Minh Hải. Vâng, không phải S đâu nha. Vâng, Đỗ Minh Hải và đầy đủ dấu. Vâng, xin chào bạn Phương, Nguyễn Phương. Và hôm nay thì anh Linda đã bình luận kèo 2-2 rồi. Hôm nay anh Linda đã bình luận kèo 2-2 rồi. Vòng kèo tối nay sẽ là mình bình luận. Vâng, nếu như bạn muốn gặp anh Linda thì sẽ là một kèo đấu khoảng ngày mai. Như vậy là chúng ta đã có chiến thắng trong xe đấu này. Vâng, xem nào, phút thứ 18. Vâng, 9:18, 3-0 xe đấu đầu tiên. Vâng, quá nhanh, quá nguy hiểm trong xe đấu này dành cho anh Venlove. Vâng, chúng ta chuẩn bị đến với trận đầu tiên trong xe đấu thứ hai nào. Vâng, quá nhanh và mạnh thật sự. Và liệu rằng quân bài trong trận thi đấu này, ôi, cho Son. Vâng, có Kata không? À không, cho Son Roman. Và trận thi đấu này đến lượt Gunny là quân đẹp hơn. Vâng, ta đến với trận thi đấu đầu tiên trong C2. Vâng, trận thi đấu cập nhật quân khi mà thời điểm soi quân lớp thấy cho Son. Vâng, đang cầu cho Gunny trận đấu này cầm Garrick, nhưng không, trận đấu này Gunny cầm Roman. Vâng, tuần cầu vừa rồi là mình cũng hơi nhầm nhọt, vì mình cũng cầu là bên kia cầm Garrick. Vâng, một trận thi đấu mà bên mình đánh giá là quân ba với quân là quân xấu hơn và cũng nghe bài đánh chém thôi. Và thời điểm đầu tiên bên mình sẽ đánh với một L và sẽ là một thủ P chống lại những con chém đầu tiên của Gunny. Một bài đấu mà thời điểm đầu tiên anh biết lớp có 7-5 con lùa về. Vâng, về quân là quân xấu thôi, nhưng quan trọng là còn bài vở là rất nhiều. Vâng, nếu như bài Gunny xấu thì bên mình cũng thoải mái chơi. Thời điểm đầu tiên solo hai chém là cũng vâng, sòng phẳng rồi, ngang phèo rồi. Nhưng quan trọng Roman đội bạn có thế mạnh ép đời. Một bài đấu mà con giòn dần của mình hơi đen. Gặp ngay con sư tử vào tình huống mà con sư tử có tình huống là công trước. Một bài đấu mình mất một dần. Một bài đấu mà đi xung quanh như này, anh Venlove vẫn chưa tìm thấy thêm đồ ăn ngoài một bầy hươu phụ. Có vẻ như đến thời điểm này tôi cảm giác một bài cho Son không phải là đẹp. Vâng, cũng hơi xấu.
Vâng, quân xấu, dường như trận đấu này bài cũng xấu luôn. Vâng, về rừng là rất ok, vâng, nền đất cực kỳ xanh mượt. Vậy map đấu này là một những người vẽ map để đánh lừa thôi. Đánh lừa thời điểm ban đầu cảm giác rất là thơm. Như vậy đây là một trận thi đấu mà anh viên lớp lên đời tương đối muộn. Vâng, một bài đấu 26 dân, vậy mất 1 dân. Rời kích đời vào khoảng ở thời điểm kia tôi cũng không nhìn rõ, nhưng mà dường như là khoảng 8-4x thì phải. Rồi, khi mà đối đầu với phía bên kia là một tay chém quá khét lẹt dành cho như kiểu Gunny. Và một bài cũng vâng, tay chém khét lẹt và thường có những thế bài là ép đời sớm. Mình một trận đấu mình 8-40 kích thì cũng hơi vất vả thì ban đầu. Như vậy một trận thi đấu mà Gunny đã lên đời. Vâng, cũng đúng thôi, khi mà trận cầm Roman. Roman một loại quân bằng thế mạnh là ép đời rồi. Vâng, lượng gỗ, đồ ăn, nhà cửa là rẻ bèo. Một bài đấu mình đang chờ đợi xem liệu rằng nguồn thực của anh Vết Lớp có đủ để anh dồn lên một trận thi đấu mà ép đời chuẩn không. Tôi thấy lượng thực thời điểm này chỉ là 7 lít thôi. Còn hơi thiếu thực một chút. Con giò của Gunny đã có mặt tại phát hiện giò tương đối khéo. Rồi, như vậy trận thi đấu này bên mình là một thế bài xấu hơn. Và trong thế đấu thứ hai này, tỷ số được mở cho bên Gunny. Vâng, ta đến với trận thi đấu thứ hai. Vâng, Summerian đối đầu với Choson. Ồ, được rồi. Donna, 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 Don
Rồi ta đến với trận thi đấu thứ hai trong series đấu thứ hai này. Rồi bài đấu Summerian đối đầu với bên kia là Cho Son. Và trận thi đấu vừa rồi tình huống là sorry anh em có một turn kick đúp nhầm và làm che đi màn hình em khoảng vài giây vầng mặt bên này. Rất may mắn trong turn thi đấu này là chỉ có một con sư tử thôi. À không, kể cả turn thi đấu này có hai con sư tử, dân Summerian mình đứng trên dốc cũng không hề ngán. Và thời điểm đầu tiên thì bên mình nếu kể cả bài Cho Son lên đẹp thì những con dân của mình sẽ là những con dân có khả năng chống giò. Một bài Summerian dường như anh Vlup không tìm thấy đôi voi. Một bài đấu không đồ ăn lùa về dành cho người cầm Summer. Bầy hươu này là bầy hươu đầu tiên, như vậy đã đủ đồ và sẽ khỏe trận đấu này. Quan trọng là bầy hươu đầu tiên là không lồ đồ đồ ăn lùa về là không có. Vâng, không có đồ ăn đầu tiên lùa về thì sẽ ảnh hưởng tương đối nhiều đến thời gian ép đời. Như trận thi đấu mà thời gian về sau sẽ khỏe dành cho Vlup khi mà anh có hai bãi quả phụ và một bài đấu ăn hai bầy hươu. Tính cả bãi quả đầu tiên là bài đấu ăn 3 bãi quả 2 hương. Ở mặt trên kia vẫn còn có thêm 10 hương, có lẽ không cần ăn đâu. Chỉ ăn thêm những bãi quả thôi. Rogan, Okoklama, Zoganta, Alamo, Rogan, Holmes, Hilari, Rogan, Zoganta, 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 Alamo, Holmes, 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 Thomas. Alo. Vâng, và chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu này. Trận thi đấu thứ hai khi mà bên mình là cần dâm Summer. Và khi mà được cầm một loại dân tuyển không ngán ngẩm con giò được bạn, và anh Lep chơi bài đấu rất trâu dân, đánh với 27 dân của người cầm Summerian. Một thế bài mà anh thiết kế hai chiếc nhà BS có lẽ sẽ đánh cung rồi. Rồi nhìn qua đem thế bài rất dễ kê cấu cho anh Vlup. Như là một trận thi đấu mà những chiếc nhà quân và nhà BL sẽ răng tại đây. Và một cái hốc trong góc 6 giờ đã tương đối kín dành cho Vlup. Một bài đấu mà dường như được gắn đi lên đời sớm hơn khi mà thời điểm này mình là bài đánh trâu dân. Nhưng mà trận thi đấu anh có ý định co bò nhỏ cái hốc này lại. Không phải là bài khung rộng dành cho anh Vlup, còn để tiết kiệm lực. Mặt bên kia vẫn còn có bầy hươu nhưng có lẽ là thời điểm này là không cần thiết phải ăn. Một bài đánh trâu dân của mình và gắn đi lên đời sớm hơn cũng điều dễ hiểu thôi, nâng cấp một lớp giáp cho những con cung tê. Một con tê trận đấu này sẽ làm con tê đứng thủ và có đào vàng. À không, một trận thi đấu mà anh sẽ đánh cung thủ P. Đó khi mà tôi thấy những thằng nông dân bắt đầu cuốc vàng rồi. Cung thủ phù đối đầu với Cho Son, một cảm giác một thiếu như là thời điểm mình vẫn còn khỏe. Thực sự là hơi tịt dành cho Cho Son. Ok, và xin chào bạn Ngọc Xuyễn, như vậy là mình có tình huống là giảm tiếng game xuống rồi. Vâng, như vừa có một bạn trên kênh vâng theo dõi trên test có và chút là tiếng game hơi to. Và anh em test lại mình xem như vậy đã ổn chưa. Như vậy con giò của Cho Son đã có mặt tại nhà Vlup, nhưng thời điểm này con giò này chỉ mang tính chất là của một con giò. Vâng, bị bắt giò tên thì nói à không không.
chỉ còn 1 HP và con giò thời điểm này trong nhà của Vlub sẽ không thi đấu nhiều. Rồi, thời gian nó nằm xuống chỉ còn là sớm muộn thôi. Và 1 P được thủ ra. Một trận thi đấu mà tại sao những con P của anh không phải là một nhà P thiết kế mặt bên ngoài này? Ồ không. Vâng, liên tục những trận thi đấu vâng diễn ra cực kỳ là tròng vánh. Vâng, trận thi đấu này Gunny nhận thấy một thế bài mà không có cửa để công vào, nhưng là anh đã chủ động resize luôn. Tỷ số là 1-1 trong set đấu thứ hai. Vâng, những trận thi đấu diễn ra là cực kỳ nhanh. Vâng, ta chuẩn bị đến với trận thi đấu bản lề trong set đấu thứ hai này. Vâng, chúng ta chờ đợi quân nào. Vâng, Babylon. Babylon Minwan. Vâng, trận thi đấu kéo tương đối cần. Zokanta. Vâng, ta đến với trận thi đấu bản lề trong set đấu thứ hai này thôi. Một tình huống đầu tiên câu voi của anh Vlub như một tình huống mà hơi bị lỗi một chút. Và tôi thấy thằng nông dân vâng bị hút. Một bài đấu tiếp tục trận thi đấu mà anh nằm một dân. Một bài đấu có 3 voi. Và trận đấu này bên mình là Baby Minwan. Vâng, để với nó hai loại quân này thì đều là những loại quân không có thế mạnh về lên đời. Một bài đánh chém thì thật sự là những con lạc đà của mình là Babylon cũng không phải là tuyển. Đây là hai loại quân mà trong cái map đấu team thì dường như cũng không thích cầm cho lắm. Và bên mình là có phù tuyển, còn bên kia là nếu đánh cung A thì chỉ có sự là mắc thôi. Còn đánh chém là một bài đấu bình thường. Và chờ đợi xem, có lẽ trận đấu này hai game thủ sẽ solo chém với nhau thôi, lạc đà. Một thế bài nhìn qua thì có vẻ là cũng không thể đánh cung được dành cho anh Vlub. Tại khi mà mặt từ 3 giờ vẫn hơi trống trải và bãi vàng này là bãi vàng sẽ là chiếc bét nhân đôi. Một bài 3 voi nhưng mà hơi đáng tiếc, thời điểm đầu tiên được một con dân chết. Vâng, xin chào một bạn trên kênh YouTube. Vâng, không biết kia là tiếng Hàn, tên Hàn hay tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc nữa. Hiện tại kênh YouTube chính thống kia đang bị lỗi một chút. Và thời gian gần đây mình đang chuyển sang kênh nhỏ nhỏ này. Và anh em vui lòng đăng ký và có thể có những thông báo sớm nhất các kèo.
Hello. Vâng, như vậy em vẫn đang bình luận to đây. Vâng, không biết anh chỉnh lại tai nghe một chút xem. Vâng, hiện tại thì chế độ volume về tiếng mic thì cũng đã ok rồi. Vâng, em đã nâng lên bắc bình rồi. Và giọng thì cũng tương đối là gồng lên một chút. Một bài đấu lực khá khỏe dành cho Envelope. Một trận đấu đánh với 27 dân trừ 1. Bãi quả phụ 3 voi và bầy hươu đầu tiên. Vâng, bầy hươu đầu tiên thời điểm đầu nó nằm tương đối xa. Một bài sẽ đánh chém. Vâng, sẽ là những con lạc đà solo với nhau. Mở trận thi đấu này, một bài đấu mà Gandhi lên đời sớm hơn, đánh với 26 dân. Vâng, cũng khá trâu bò trận đấu này dành cho Gandhi. Vâng, liệu rằng trận đấu này thế bài của Gandhi là một thế bài đẹp hay xấu? Vâng, liệu rằng đánh chém hay là đánh thẳng những con cung A? Nhưng mà tôi thấy đánh 26 dân tương đối trâu. Vâng, như vậy đúng như phán đoán trận thi đấu này, một thế bài trên góc 12 giờ và bài Gandhi sẽ đánh thẳng những con cung A của Minwan. Như vậy trận thi đấu này khi mà phát hiện ra một thế trận mà anh Gandhi đánh những con cung A, mình sẽ bỏ lớp giáp dành cho những con giò đi. Một bài đấu mà dường như đang có ý định, vâng, công P hay công gì đây? Vâng, không biết anh đang có ý định công lên nhà quân gì. Vâng, liệu rằng đồ tơn anh có ý định công ca chăng? Vâng, có một A, nhưng mà rất có khả năng là sẽ có một ca để full KK có thể dã vào nhà của Gandhi. Một bài đấu mà Gandhi chỉ bo nhà bằng những khoảnh ruộng. Vâng, khá mỏng manh trong tơn thi đấu này. Vâng, thật sự là để có một con ca dã vào hai dã vào cái móng hai khe ruộng kia thì cực kỳ thơm. Cần phải có tình huống gọi là gì ạ? Vâng, dường như những cái tơn ca có cái chế độ gọi là tích nó dã vào cái khe móng nhà này. Vâng, dự mình cũng chưa thử nhưng mà dường như là có thể làm được. Vâng, ta chờ đợi xem một bài lên đời cũng tương đối sớm dành cho Gandhi đánh với 26 dân. Giờ trận thi đấu này cũng về đồ ăn cực kỳ thơm. Vâng, tôi thấy một thế bài mà anh Gandhi giỏ không phải nhiều và bò bế khoanh ruộng của mình. Đây là khoảng dường như là 9, vâng, chục cái ruộng dành cho Gandhi trận thi đấu này. Và cung A chỉ là con đã hóa thành những lớp cung A hai áo. Thời điểm này anh có lẽ là có những chuyển sang xong nên bị chém của mình không? À, như vậy đúng rồi. Một trận vâng đã chuyển những đơn bị chém và có ca giã vào khoanh ruộng này. Vâng, lôi dân ra đây để đập. Vâng, tôi thi đấu này lôi dân ra đập. Vâng, nhiều dài kẹp thêm một P của anh. Vâng, có lẽ là chờ tổ chức cho tất cả các nông dân lên vàng và kẹp thêm một P thì cũng tương đối thôi. Vâng, cần phải có những đơn vị chém kéo lên đây. Một bài, một chiếc nhà BA, một BK với BL công lên trước cửa nhà của Gandhi. Vâng, sẽ rất chủ động trong tình huống này. Tạm thời trận thi đấu vừa rồi làm lọt vào ăn được tương đối nhiều dân của Gandhi. Và quan trọng thời điểm này không cho được bạn có thể thụ quân. Vâng, trận thi đấu này, mình nhìn qua có khoảng 6 con cung A của Milan trong tuần. Và đội bạn vẫn có thể nở được quân. Vâng, 1-2. Thật sự thời điểm này vào nhà Gandhi cũng tương đối khó khi mà đội bạn đã có những con cung A hai áo của mình rồi.
Yes. Alo. Vâng, ta đến với trận thi đấu thứ tư trong set đấu thứ 4 này nào. Và đây được coi là trận thi đấu chung kết cho game thủ Venlove. Một vài đấu mà trận thi đấu này phải nói là hai cung đường tuyển đối đầu với nhau. Và quan trọng cho game thủ chúng ta sẽ đánh cung hay đánh chém thôi. Một bài AC rất có khả năng là một bài sẽ đánh cung. Vâng, rất ít khi một bài AC đánh chém, nhưng đấy chỉ là ít thôi. Vâng, rơi vào tay Gunny cũng chưa biết được. Một bài đấu trận đó là bên mình là cung đường Egypt. Bài hưu đầu tiên của mình là bài hưu 5 con. Vẫn có voi trong góc này, vâng, kịch kỳ thơm. Vâng, một con voi đang vẫy tai nhưng mà dường như là nó hơi cô đơn. Nhưng mà bãi quả phủ của anh Villop đã tìm thấy rồi. Một bài thời điểm này cũng khá là cơ bản. Một trận thi đấu này sẽ là ép đời chuẩn từ đời 1 lên đời 2. Nhưng quan trọng những thời điểm về sau cần phải thêm một đôi voi nữa để có thể là một bài mắc binh. Con xe giò của Gunny cũng đã có mặt tại nhà Villop. Khá điều kiện cho anh Vani, không biết là thời điểm này anh sống ha Sài Gòn tốt không. Và anh biếu nhay cho Villop một con xe SH. Vâng, nhìn hướng di chuyển con xe SH dường như là một thế bài rơi trong góc 3 giờ. Vâng, khả năng là từ góc 3 giờ lên, nhưng không biết nào trận thi đấu này Gunny sộc từ 6 giờ qua hay là gì. Vâng, liệu rằng sát mép bóng đen kia có còn một con voi không, khi mà tôi thấy tình huống con voi là vẫy tai. Cần phải ông Tân dò kỹ xem. Vâng, một trận thi đấu. Một trận thi đấu mà anh Venlove ép đời cực kỳ khét lẹt với 26 dân và cuối 7. Vâng, đầu ăn trận thi đấu này cực kỳ khỏe mạnh rồi. Vâng, hai bãi quả phụ một voi và bầy hươu đầu tiên là bầy hươu 5 con. Vâng, đánh với 26 dân và trận thi đấu này dường như anh có vâng hai chiếc nhà bet được thiết kế ra đây. Rồi ta chờ đợi xem một thế bài Egypt. Vâng, sẽ cơ cấu một cách nào đây. Vâng, dường như mặt bên này. Vâng, và những cánh rừng thông tạo này mà thế nhà là rất dễ bò bế thôi. Vâng, BB sẽ mặt bên này. Và dường như BM sẽ là trên mặt cánh rừng thông đây. Và BA trên con dốc. Vâng, không phải tốn nhiều lực dành cho bài đánh cùng Egypt. Trận thi đấu này dường như hai game thủ đang đánh dần là ngang phèo thì phải.
Vậy tuần thi đấu này nhà Gandhi không phải trên góc 3 giờ rồi, khi mà con SH được tặng của Vlog giờ tại 3 giờ vẫn chưa thấy chấm của M7. Và một bài đấu mà lên đời Vlog lên đời sớm hơn. Vâng, tôi khẳng định là như vậy. Bài ép rất mắc mình. Có cộng 1 dần. À không không. Vâng, một tuần thi đấu mà hai nhà game thủ vâng cũng rất là mắc. Vâng, ngang phèo trong tuần thi đấu này. Vâng, tuần nhìn hơi nhầm. Thật sự trận thì nói không chỉ là nhà Vlog mắc mà nhà Gunny cũng là một thế bài như vậy. Hai cung tuyển sẽ đối đầu với nhau. Liệu rằng thời điểm về sau Gunny có đào vàng không? Vâng, có một con có một dân được thiết kế đào vàng. Nếu như tuần thi đấu này Gunny là bài đánh chém thì mình sẽ lên lớp ra 4. Còn nếu như giành cung thì sẽ là những tình huống mà có thể đào vàng lên đầu máu. Mà ta chờ đợi xem. Như vậy bên AC bên kia là bạn vâng, sẽ là hai cung R đối đầu với nhau. Và thời điểm anh Vlog cắt một dân chủ động đào vàng tương đối sớm thì có thể lên một cái đầu máu dành cho những con cung R Egypt. Thôi thi đấu với loại cung R Asian, loại cung R có tốc độ bắn cực kỳ nhanh. Một thế bài có thể nói rất khỏe. Thời điểm trước khi lên 3 anh ôm được 400 thực. Và thậm chí bãi quả phù là bãi quả gần còn nguyên. Vâng, ta trở lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, diễn biến hòa bình đã qua đi và chúng ta đến với những chiến tranh gian khổ. Vâng, chiến tranh về cực khổ nhất đến thằng nông dân thôi. Một bài đấu mà con tê của anh Vlog có một tình huống đi công và tình huống về e rất nhanh, dường như ăn được ít nhất là một dân của người cầm 17. Một thế bài này gắn đi chơi cho góc 3 giờ. Cung rửa Egypt sẽ đối đầu với nhau. Anh cần phải sóc những tân cung rửa mình đều hơn. Tôi cảm giác thời điểm về sau khi mà những tình huống đấu quân anh Vlog rất thường có những cái tân thi đấu mà nhà hai con và nhà không con nào. Vâng, nếu như các game thủ chúng ta có thể chú ý những tình huống sóc quân thì game thủ cung rửa của mình sẽ nở ra nhanh hơn. Liên tục những tân thi đấu 4 con là cực kỳ mắc binh. Bài đấu với 4 nhà BA dành cho Vlog và thời điểm này vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chấm M7 tại nhà của Vlog. Vâng, trước cửa nhà A bên mình đã có một con dốc. Vâng, nếu thích anh có thể đứng lại thủ luôn tuần thi đấu này. Vâng, sẽ là chủ động những tình huống đứng quân để có thể bắt đường đi quân của Gunny. Vâng, có một con cung rửa đi tham thính. Vâng, liệu rằng đây là một tên cung rửa hay là đây một con đôi con cung rửa. Vâng, rất có bạn có bè. Vâng, 3 con cung rửa. Vậy đây là tên cung rửa đầu tiên thì phải. Vâng, mặt nhà BA của mình đang bị đốt lên. Vâng, có dụ cho Gunny vào một tên khoanh. Vâng, dụ Gunny vào tơn thi đấu này. Vâng, sẽ dụ vào anh cắt dân gỗ ra bo chiếc nhà BA đây. Vâng, kéo một chút dần ra bo ngay. Vâng, giờ sẽ bắt được hai tơn cung rửa này của M7. Vâng, mình hơi mất tay nhưng quan trọng mình ăn được cung rửa tương đối nhiều vào tơn này. Dền dứ vào bên trong. Vâng, những tơn tách cung rửa tương đối khó chịu cho Gunny. Tạm thời thì bạn đang leo lên con dốc này. Vâng, không sao, thời điểm sau mình nở những tơn quân và đẩy tơn quân này ra hoàn toàn thủ được. Vâng, hơi mất tay tại nhà một chút thôi. Vâng, cắt một con cung rửa để thủ lại con cung rửa trong nhà chính cũng được. Chỉ cần một con cung rửa thôi khi mà tiền trong đội bạn đã không có nhiều cung. Vừa tuần thi đấu này tôi cảm giác là cung rửa của Gunny bị mất nhiều hơn. Và anh bớt dần đào vàng đi. Dường như lượng vàng thời điểm này hơi thừa để có thể lên đầu máu rồi, đã là 2 lít vàng. Vâng, tuần thi đấu này Gunny dường như một tình huống chưa để ý quân. Như tuần vừa rồi mình chưa kill được thằng cung rửa nào.
Một tuần thi đấu mà số lượng cung thường mình là đông và đứng trên dốc. Ồ. Vâng, liệu rằng đây có tình huống mà đít mạng không? Ok, và chạy được rồi. Một tình huống mà hơi bị đơ một chút, cảm giác như bị đít mạng không? Thì hiện tại hai game thủ chúng ta, một game thủ đang đánh Hà Nội, một game thủ đánh ở Sài Gòn. Một tình huống ốp ao của Vân Lâm. Và hiện tại có hai con cung đường đi chạy rất hiệu quả. Có thể thấy 5 con cung đường của AC Real trong thi đấu vừa rồi là đi bắn những con cung đường đi chạy của Vân Lâm. Và cần phải để ý sóc đều những tân quân. Và tại nhà của anh để ý dường như có tân cung đường màu 7. Vâng, có con chấm màu 7 trong nhà. Vâng, hai con cung đường của Gunny lọt vào trong nhà của một tân cũng như sát mép bản đồ. Sát mép bản đồ trên góc 12 giờ một thế bài mà anh Vân Lâm chưa bò bế thì phải. Vâng, sóc thêm dần nhanh. Vâng, cung đường AC là một đội cung đường tương đối chất lượng, tạm thời cung đường của anh Vân Lâm. Vâng, lượng vàng tôi thấy chưa giảm, dường như là vẫn chỉ là 93 máu dành cho những con cung đường của Egypt bên mình thôi. Vâng, vẫn là 93 máu, một tình huống mà hơi bị mất tay tại nhà. Vâng, chơi cả BC để phát triển luôn. Vâng, liệu rằng tuần thi đấu này BC sớm rồi có. Vâng, dặn dân thực là một tuần và anh cần phải để sóc đều những tuần cung đường. Vâng, nhà ba con và ba nhà kia không có con nào và cần phải tình huống chậm tay một chút. Vâng, quan trọng là mình sẽ là nở những tân quân đều để thủ nhà. Vâng, và tình huống bắt đầu PC lên thông báo. Vâng, rất sorry anh em. Tình huống mình đang cũng tương đối là để ý với thế trận và cũng là mãi nói quá không để ý nhiều. Một tuần thi đấu mà dường như anh đã có tình huống là chặt vâng lên đầu máu rồi, nhưng mà lượng vàng của anh đã giảm. Vâng, chỉ cần đợi vài phút nữa thôi và sẽ là những con một cung đường 106 máu thi đấu với cung đường AC. Vâng, tạm thời sau những tuần cung đường mình sóc hơi lỗi, tạm thời cung đường của Gunny là đông hơn. Dường như trận thi đấu này Gunny là một người sóc cung đường chuẩn hơn. Yes. Oh.
Vâng, ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên trong set thứ 3 này. Vâng, rất nhanh cho anh kim chúng ta. Vâng, 1 tiếng làm 2C. Và đến với trận đấu thứ 3 này, trận đầu tiên C3 này, bên mình là có Cho Son và bên kia là Persian. Vâng, rất giống trận thi đấu đầu tiên trong set đấu thứ nhất, nhưng mà bên mình là ngược lại quân rồi. Trận đấu này, Persian trong tay của Gunny. Và chỉ cần một trận thi đấu mà Gunny mất tính đột biến, bên mình là có Cho Son. Vâng, loại phù tương đối rẻ và tuyển thì cũng chưa biết đường nào một lần. Bài đấu anh với lớp tìm thấy cho mình tương đối nhiều vòi, nhưng mà đôi vòi mặt trên kia tương đối xa. Vâng, có đôi vòi cầu về. Vâng, liệu rằng thời điểm về sau những đồ ăn tiếp theo là gì ngoài bầy hươu đầu tiên? Ngoài bầy hươu đầu tiên và hai con vòi xa kìa. Đây sẽ là tình huống câu đôi vòi của với lớp để có thể tiết kiệm thời gian. Alo. Vâng, nếu mờ à, không biết anh em trên kênh YouTube đã để lên chất lượng là 720 HP chưa? Vâng, chất lượng của trên kênh YouTube mình phát cũng đã mắc binh rồi, và quan trọng là mạng tại nhà các bạn thì có mạnh không thôi. Vâng, mic nghe bên tai này có lẽ là do mic thôi bạn ơi. Vâng, thật sự là Vec TV có rất nhiều mic, nhưng quan trọng là bình luận viên cầm trúng cái mic là vâng, cầm trúng cái mic nó bị lỗi hay là không lỗi thôi. Vâng, nếu như ông nào cầm vào cái mic bị bên một bên tai thì sẽ gặp thôi. Vâng, không phải là do mình đâu. Ok, anh em đợi mình một chút, mình chỉnh lại một chút âm thanh nhá. Giờ có rất nhiều anh em trên kênh YouTube và phàn nàn về tiếng âm thanh không được rõ.
Alamaz, Redkin, Papadakis, 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 Alamaz, Redkin, Papadakis, 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 Donna E. Alamaz. Alo. Vâng, đang trở lại vào trận thi đấu này thôi. Vâng, một bài đấu mà dường như anh Van Lop lên đời sớm hơn. Một bài đánh dường như được Gunny đánh một bài lên cung A thẳng thì phải. Khi mà tại nhà của Van Lop vẫn chưa thấy đơn bị dò, nhưng vẫn có một T. Và một trận thi đấu mà thế bài của Gunny cũng tương đối đẹp, nằm trong góc 6 giờ và anh đánh lên thẳng con cung A của mình, cung A Persian. Và đây là mình phù cho son. Và phù cho son thì không hề ngán có loại cung A của Persian, và loại cung A kia tầm xa tương đối thấp. Và phù của mình là loại phù tương đối rẻ thôi, bằng 2P được công lên. Vâng, rất cẩn thận cho anh Vlog trong tình huống này. Anh xây nhà P không quá sát nhà Gunny, tránh tình trạng đồ bàn bị phát hiện. Vâng, vâng 3P, vâng 2P bên sau và 1P dâng lên đằng trước này. Tạm thời thời điểm này vì cung A của Persian là chắc chắn chưa tụ được nhiều. Một bài đánh với 3 nhà bia. 3A của Persian đối đầu với 3 phù cho son thì vẫn chưa biết đường nào mà lần. Quan trọng tơn phù của mình là phải đến tơn phù đỏ. Rồi chỉ cần phù 2 con trong số lượng là 3 con cung A của Persian rồi, và sẽ là một thế ưu. Như vậy tơn thi đấu mà anh Vlop quyết định nâng tốc độ chạy những con phù, không phải là tình huống mà nâng đầu máu cho phù. Con phù của mình vẫn chỉ là 25 máu thôi. Vâng, nếu mà chơi với cung A của Persian dường như là thêm nâng cấp một cái lớp 50 máu thì có vẻ là chi hơn. Quan trọng Persian ở tầm xa tương đối đuối. Thời điểm này thì Gunny đang tụ cung bên trong, chưa dám đẩy. Và có hai kích cung R ở cung A của Persian. Tơn thi đấu này có khoảng 8 con. Vâng, thật sự những bài đánh P này cần phải có những thao tác tay cực kỳ nhanh. Vâng, không, nhầm tình huống mà dường như một tình huống. Vâng, 3 con phù 1. Vâng, thật sự tuần thi đấu đánh phù này phải cực kỳ thao tác tay là cực kỳ nhanh và chuẩn. Vâng, nếu như tình huống mà mình khoảng dâng 4 con phù và phù lấy một cung A thì thậm chí là mình bên tương đối thiệt thòi. Khi mà những con cung con P là hết mana và đồ bàn vẫn có thể chơi được con cung A một con của mình phù được. Tạm thời mình đang ốp nhà BP. Vâng, 25 máu thì cảm giác con phù là tương đối là yếu thôi. Thời điểm này cung A của bạn là tương đối đâu. Như vậy trận thi đấu này, thời điểm này Gunny tụ cho mình được số lượng cung A là tương đối đông. Và tham lai của anh Vlog thời điểm này chỉ là 36 rồi. Đội bạn đang đốt được hai nhà BP được dâng lên của mình. Một bài đấu mà anh ôm được tương đối nhiều vàng quan trọng. Một bài đánh chuyển chém nhưng thời điểm này số lượng cung A của đội bạn là rất đông. Một bài đánh phù là cực kỳ không phải là dễ dàng. Một bài đánh phù là bài đánh đòi hỏi tay phải nhanh.
Và timeline bên mình là đang timeline bị đè rồi. Và timeline của đội bạn là timeline những con cung A của Persian nở lên rất nhanh. Một timeline mình là timeline đánh P rồi. Timeline là 4-4. Một timeline được coi là trong cái map solo này timeline 1x cũng tương đối ổn. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ có những con P. Đây là những con phù chưa được. Vâng, được 1-2 con. Vâng, tuần thi đấu vừa rồi mình ăn được số lượng cung A của Persian tương đối đông. Nhưng quan trọng là cung A của bạn đông quá rồi. Một tuần thi đấu mà bài này lại anh Duyên Lớp chuẩn bị chuyển cho mình sóc đánh những con trẻ. Nhưng liệu rằng thời điểm này chuyển có kịp không, khi mà Gunny chắc chắn sẽ đang đẩy những con cung A lên. Vâng, sau khi đốt hết nhà VP của mình thì Gunny sẽ có tình huống đẩy quân. Thời điểm này là mình chưa đông chém. Vâng, tham này đã đi rất mạnh cho game thủ bên tham này bên mình đang bị đè rất mạnh rồi. Vâng, Gunny đã có tình huống công lên đây. Vâng, thật sự là một thế trận rất khó rồi. Vâng, tỷ số là 0-1 trong set đấu thứ 3. Vâng, alo, nhưng mà mình đã quay trở lại đây. Vâng, một tình huống mà thật sự phải nói cái bàn phím này. Vâng, bị liệt phím C. Vâng, vài đấu mà mình
Vâng, không thể copy như là không thể gõ quân được. Vâng, hơi khoai trong tuần thi đấu vừa rồi. Vâng, khi ở bên mình là có Katha tròn vào tuần thi đấu vừa rồi, vâng bị liệt phím C rồi. Vâng, trở lại trận đấu thôi, gần một kèo đấu vâng khá cân. Và bên mình là Katha, đối đầu về bên kia là Cho Son. Vâng, hai loại quân là cũng cùi như nhau. Vâng, về chất quân tương đối giống nhau. Vâng, đều có cung A, đều có đơn vị chém. Nhưng bên mình là chém, còn bên kia là lạc đà. Còn phù bên kia là phù tuyển hơn. Một trận thi đấu mà thế bài của anh Vlog được đẩy vào trên góc 9 giờ. Một cái góc cũng tương đối đẹp. Và liệu rằng trận đấu này sẽ đánh những đơn vị quân nào? Vâng, bãi vàng là bãi vàng bên trong. Bảy hươu đầu tiên là bảy hươu bảy con và bãi quả phụ dường như là trên vâng, hai bãi quả phụ. Một trận thi đấu cũng tương đối khỏe về lực dành cho anh Vlog. Vâng, hai bãi quả và bảy hươu đầu tiên là bảy hươu bảy con. Một thế nhà là rất dễ cơ cấu và để có thể đánh chém. Một bài mà bên mình vâng, mình chậm một dân. Rồi ta đến với trận thi đấu này, một bài đấu được đẩy vào trong góc 3 giờ và hai chiếc nhà bé được thiết kế ra. Như vậy là một ý đồ rất rõ dành cho Vlog. Vâng, thường thì những bài đấu mà đánh cùng A thì người ta mới hay đánh với hai chiếc nhà BS thôi. Một bài đánh với 26 dân, vâng góc 3 giờ một thế tương đối khủng, BB và BM sẽ đóng tại mặt này. Và nhà quân sẽ đóng kèm với những chiếc dãy nhà BE. Trận thi đấu đã để cả solo chém, nhà solo cung thì không hề ngán. Bên mình là những con lạc đà tương đối khác nhưng đơn vị chém của người cầm Cho Son. Và bên kia chỉ có phù thôi. Vâng, một bài đấu mà Gunny có tình huống lên đời sớm hơn một chút. Một bài đánh 26 cộng 1 dành cho anh Vlog. Vâng, 26 dân và cộng 1, thời điểm này nông dân rất trâu. Vâng, tại sao mặt bên này không phải là một chiếc nhà BM vào cho nó kín hẳn cái dãy nhà BB kìa. Thời điểm này còn dò một bài đánh chém của người cầm Cho Son. Vâng, chém Cho Son và có lẽ là Gunny thời điểm sau sẽ dâng P lên đây chăng. Vâng, rất có khả năng là phong cách của Gunny sẽ là những tình huống dâng P lên sớm. Vâng, có lẽ anh nên làm những chiếc nhà bên trong một chút đi. Vâng, thời điểm một bạn đánh chém thì chắc chắn là bạn có những đơn vị quân sớm hơn và cẩn thận tình huống chém của Gunny sẽ đi vào. Phải cần có những chiếc nhà bên trong, tạm thời lực của anh Vlog tương đối khỏe. Con giò hơi khó chịu cho Gunny trong tuần thi đấu này. Vâng, rất mất tay với con giò người cầm mẫu 7. Vâng, có lẽ trong tuần thi đấu vừa rồi một con giò của Gunny đi qua thì chắc chắn đôi bạn phát hiện ra một thế bài mà mình vẫn còn dần. Đây, như vậy một chiếc tình huống ken này của anh Vlog không ken được. Vâng, có một khoảng đất không ken được, dường như đây là chiếc nhà BP của Gunny được dâng lên. Vâng, cho chờ đợi xem. Vâng, đúng rồi. Vâng, tôi quá hiểu Gunny trong tuần thi đấu này rồi. Vâng, dâng P và Gunny là một bài mà người nổi tiếng với những tên phù đỏ. Ở trận thi đấu vừa rồi mình chơi phù đối đầu với những con cung A hai áo của Persian và trận đấu này chúng ta chờ đợi xem Gunny chơi P như nào. Vâng, Gunny cũng phải không phải là một người nhiều tay nhưng quan trọng là những tên phù vâng rất nhạy và rất nhanh và rất đỏ. Vâng, 2P được dâng lên và có đơn vị chém rồi. Vâng, có lẽ nên làm một chiếc nhà BA bên trong nữa. Vâng, nếu mà xây những con cung A nở bên ngoài này rất dễ bị đi cũng như là bị phù. Vâng, có thể thấy chưa?
Vâng, tên phù rất đỏ của Gunny. Vâng, trước nhà bên ai kìa. Vâng, vẫn là những tên phù cực kỳ nhanh và đỏ. Tạm thời điểm này mình chưa thể tụ được quân. Vâng, vậy dừng nhanh bên lớp đang có định dắt dần lên đây để có thể vụt P một tuần. Vâng, 4 nhà BP được công lên dành cho Gunny. Vẫn là những tên phù cực kỳ đỏ. Vâng, 4 nhà BP và cộng thêm những tên phù đỏ của Gunny. Vâng, thực sự tên phù quá hên của Gunny đi. Vâng, chỉ cần khoảng 2 nhịp thôi. Vâng, hai tay vẫy 2 nhịp là đã được một con quân của bên mình rồi. Vâng, tạm thời lực của anh bên lớp thời điểm này tương đối yếu và không biết đám nông dân bên ngoài kia đã khai thác hiểu hết chưa. Vâng, để Nature nhà BP. Vâng, đội bạn đang có tình huống phù chém. Vâng, lời hồi máu cho chém. Như vậy là con mặt dân này đã ăn hết rồi. Tham lại là 3-3. Tạm thời bên số lượng công an bên mình là chưa đâu. Cần phải tụ lại thôi. Vâng, như vậy tuần thi đấu này, viên lớp anh đã tụ cho mình số lượng cung ma là khoảng hơn chục con. Vâng, vẫn đánh tuần phù đỏ của Gunny. Vâng, phù rất nhanh. Thời điểm này may sao mình có số lượng cung ma là vượt trội hơn số lượng phù. Và thậm chí là thời điểm này Gunny cũng không có nhiều tay. Vâng, không có nhiều tay của đám nông dân bên ngoài kia. Vâng, năm những chiếc nhà BP được dâng lên tương đối cao dành cho Gunny, mà hiện tại bên lớp đã nature được nhà P rồi. Năm phù, vâng, năm phù cho son công lên nhưng thời điểm này tham lai 34. Và lại không hề ngán đơn vị phù đâu bạn. Thậm chí tuần thi đấu này đội bạn có 5 PN ra thì cũng không có nhiều tay có thể vẫy. Vâng, tôi đã thấy số lượng nhà P của Gunny nở ra không đều nữa rồi. Dường như Gunny sẽ chuyển sang sóc chém chăng. Như vậy trận thi đấu này Gunny cũng bắt đầu chuyển sang đánh chém. Vâng, vẫn là những đơn vị phù nở ra. Ồ không, đội bạn phù rất hên. Vâng, tuần thi đấu vừa rồi mình bị mất 3 con cung A và thế trận dường như là bị xoay ngược chiều lại. Vâng, 3 con cung A phối hợp. Vâng, bắn ngược lại và kết hợp với những đơn vị cùng vào thời điểm này. Vâng, sau một tuần thi đấu mình ốp được nhà BP. Vâng, thế trận đảo chiều rất nhanh. Alamaz. Donna, Alamaz.
Alo. Vâng, ta đến với trận thi đấu thứ 3 trong C3 này. Vâng, trận thi đấu mà bên mình là Phoenician, vâng, đối đầu với bên kia là chém tuyển Parmidan. Một bài đấu cầm Phoenician của anh với lớp, như vậy là một bài đấu không đồ ăn lùa về. Vâng, gỗ đầu là những cây gỗ tương đối xa, nhưng dường như với Phoenician thì vấn đề này không hề đáng ngại. Vâng, một con sư tử và một con voi, vâng, rất may trong tình huống vừa rồi. Vâng, rất may trong tình huống vừa rồi, vâng, phi con voi, vâng, ôi không không, vâng, may. Vâng, điều rằng tơn thì vâng, có lẽ nên thay ca nông dân này đi. Vâng, cảm giác thằng nông dân chỉ còn 1 HP, anh vẫn chơi nó đi câu voi. Vâng, rất nguy hiểm trong tình huống này, ra chờ đợi xem. Vâng, tơn thi đấu phải nói là những tình huống phi voi kìa. Vâng, rất may chưa con voi chưa đuổi theo, vâng, tình huống mà gặp ngay con sư tử. Vâng, may sao tơn thi đấu này con voi vẫn nằm ngon nghẻ tại nhà chính. Vâng, con nông dân 1 HP vẫn làm nhiệm vụ cực kỳ hay. Một vài đấu mà thời điểm này có đôi voi lùa về nhưng thời điểm không được sớm. Vâng, sẽ ảnh hưởng đến lực của anh với lớp tương đối nhiều khi mà đối đầu với phía bên kia là một bài palm run, một loại chém tuyển, vâng, rơi vào tay một người thiên về thế chém. Vâng, cũng khá khoai trận thi đấu này, chúng ta chờ đợi xem. Như vậy một bài đấu ở thời điểm mà về đồ ăn lùa về cũng khá ổn cho anh Vân Lớp. Một bài đấu anh ba voi lùa về nhưng quan trọng thời điểm nó không được sớm. Vâng, trong phút thứ 5 có voi và đầu tiên về nhà chính. Vâng, chuẩn chỉ là phải trước phút thứ 4 cơ. Vâng, cũng sẽ anh tránh tình trạng là sóc nông dân bị chậm và lên đời sẽ khét lẹt hơn. Một bài đấu mà anh với lớp dò khoảng 1/4 bản đồ. Có biết con nông dân ghi dò đã tìm thấy thêm đồ ăn gì chưa? Đây là bầy gấu đầu tiên, một bầy gấu khá khoai để những thằng nông dân đầu tiên có thể lùa về. Đây là bầy gấu 7. Vâng, khá mắc bình cho bầy gấu này dành cho anh với lớp. Vâng, như vậy nông dân đi dò mà chỉ cần thêm một bãi quả là sẽ bài rất khỏe cho bài cầm Phoenician. Vâng, đối đầu bên kia là Pamida. Một bài Phoenician, vâng, dân lợi gỗ sẽ có khả năng là bò bế tốt. Đánh 26 dân. Một bài đánh sẽ đánh những con cung lừa của Phoenician đối đầu với lạc đà Pamiran. Vâng, thật sự loại lạc đà Pamiran là loại lạc đà vâng có khả năng đi cung lừa cực kỳ gắt. Vâng, dường như những con cung lừa mà nở ra sau những con lạc đà thì không có cửa chạy. Vâng, nếu như không có lớp giáp thì hơi khá khoai. Một bài tương đối khỏe. Vâng, nếu như bãi quả thì có vẻ ưng hơn. Và một trận thi đấu mà mặt bên dốc này, tôi thấy cảm giác là những chiếc, vâng, nếu như có thể thiết kế những chiếc nhà BE thì cũng phải cần chủ động check lại một tuần. Vâng, những con dốc tương đối cao tại mặt này. Vâng, có bãi vàng, liệu rằng anh có chơi cung thủ P không? Vâng, cung thủ phù thời điểm ban đầu hay là chơi một bài đánh là trâu những con cung rửa của Phoenician. Như vậy là anh quyết định, vâng, đang ướm chiếc BS có thể chơi bãi vàng như một bài đánh cung thủ P dành cho anh Vlup. Như vậy thời điểm phút thứ 11 này thì vẫn chưa thấy đơn vị dò của người cầm Parmidan. Vâng, thời điểm phút thứ 12 này chưa thấy đơn vị dò của Parmidan. Tôi thấy cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Không biết là rằng một bài Gunny đi dò lỗi hay gì đây.
Vâng, con giò đó bạn đã có. Dường như một tình huống mà Gunny. Oh. Và một tình huống cười của Gunny và không biết ý đồ gì đây. Một vài đấu thời điểm đầu tiên dường như Gunny đi lỗi giò một chút. Khi mà tôi thấy thời điểm phút thứ 12 mới có những đơn vị giò đầu tiên công lên nhà với lớp. Một vài đánh chuyển những con Kunga. Vâng, đánh thẳng Kunga Phonesia. Vâng, đối đầu với lạc đà Varan phía bên kia của Gunny. Vâng, thường thì những bài 1-9 cho trước trận đấu thì vâng rất có khả năng là thua. Vâng, thật chờ đợi xem. Một bài đấu thời điểm này không có cửa vào dành cho Gunny từ những con đơn vị lạc đà, một con giò hơi khó chịu. Rồi tình huống mà sẽ đánh thời điểm này với ba nhà BA của người cầm Phonesian. Vâng, lượng gỗ thừa sẽ để xóa ruộng. Vâng, để cho hai chiếc nhà BS Phonesian vâng khai thác ruộng cực kỳ nhanh rồi. Rồi bên này có lẽ anh nên bò một lớp E không? Thì chắc chắn là có ca. Vâng, chưa kịp nói hai bò hai lớp xong thì có ca của Gunny trong turn thi đấu này. Vâng, chèn dân một turn, vâng xây E đi anh. Vâng, quay lưng lại thằng nông dân xây E một turn. Vâng, đội bạn đang có những đơn vị ca đứng trên dốc. Vâng, dìa ca được không? Vâng, có hai nông dân được cắt lên vụt ca. Vâng, đèn nông dân đứng trên dốc vụt. Vâng, toàn bộ số lượng đặc đà của Gunny lọt vào trong tơ thì nó đã nằm. Vâng, con ca đã nằm, cần phải bò bế vào nhanh. Không, như đây là cái khe rất khó để cho Gunny có thể vào trong tơ thi đấu này. Tham lai 27 của người cầm cung A đánh cung A Phonesia. Vâng, tơ thi đấu vừa rồi mình mất khoảng vài dần và đội bạn mất số lượng đặc đà tương đối và bị mất một con ca. Vâng, về tình huống này, vâng, Gunny cười. Vâng, tỷ số rút ngắn 1-2 trong set đấu thứ 3. Ok, và tuần thi đấu vừa rồi là một tình huống dường như anh VLOP đánh sóc hai con T và mình cũng không để ý trong tuần thi đấu đấy. Vâng, tuần đó mình không để ý đâu. Vâng, ta đến với trận thi đấu này. Vâng, hai AC đối đầu với nhau. Vâng, bạn củ khoai không biết bạn đã nghe tiếng âm bình luận chưa? All of my
Glory. Alamaz. Donna E. Alamaz. Omas. Donna E. Alamaz. Glory. Isa. Omas. Oklahoma. Omas. Alamaz. Alamaz. Omas. 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 Vâng, ta trở lại với bài đấu solo 2 AC giữa Venlove và Gani trong trận thi đấu thứ tư C3 này. Vâng, 2 AC đối nhau với nhau, đội quân chặt chẽ rồi. Vừa bài đấu cầm AC Real của anh, nhìn của anh Velop nhìn qua thì không phải là một thế bài đẹp cho người cầm AC. Vâng, đồ ăn tương đối xa và đây ngoài này có một tình huống ăn tranh giữa vâng giữa Gunny và Velop. Vâng, một trận thi đấu mà nhà của Gunny sẽ rơi vào trong góc 3 giờ. Đây là một tình huống gắn tranh của hai game thủ. Một bài đấu bên mình cũng không phải là đẹp. Một con voi ngoài xa kìa. Vâng, đang cơ cấu, đang thiết kế, đang nông dân dường như có ý định đi cầu về. Một bài đánh dường như là cuối 8 với 26 dân của AC thì vậy. Vâng, trận thi đấu mà hai game thủ lên đời hai cũng không có sự chênh lệch nhiều. Và bài này anh đang tổ chức ăn hoàng thêm một đôi voi. Vâng, sẽ là thêm một con voi nữa tại chiếc nhà BS. Một bài đóng VA tương đối cao. Một bài đóng 3 cao của VLUB. Một trận thi đấu phải rơi vào cuối 11. Vâng, liệu rằng một tình huống ăn tranh với hero này, vận lực của Gunny có bị ảnh hưởng không? Ra chơi để xem. Một bài đấu. Vâng, tuần thi đấu vừa rồi. Vâng, rất may con nông dân không bị nằm xuống. Và bên kia anh vẫn có một đôi voi có thể ăn hoàng. Vâng, chơi vào một chiếc BS. Cần phải có tình huống điều tê thật khéo để giết nông dân này của người cầm AC. Vâng, nông dân là TAC là một... Vâng, sẽ kin được một dân. Ôi không không. Vâng, một tình huống mà một T đổi một dân. Homus.
Và nhờ trận thi đấu mà lên từ khoảng lên đời 3 thì mình hơi bị lỗi một chút khi mà tình huống mà mình hơi thiếu đồ. Và rất may trong tuần thi đấu vừa rồi và anh có những đơn vòi thời điểm về sau tôi lấy lực. Một bài đánh với 5 nhà bia và Gunny là mới lên 3 lên đời 3. Trận đấu này Gunny lên đời 3 chuẩn chỉ hơn. Vâng, liệu rằng mặt thiết kế nhà bia của Gunny có gần không? Và rất có khả năng một tuần cung đường đầu tiên của Gunny sẽ thổ thẳng vào đây. Một bài đánh với 5 nhà BA nhưng mà tôi thấy tên thi đấu về sau có vẻ lượng thực hơi vòi. Đây là tình huống vầy e có thể được ăn dần bãi gỗ và ruộng chính của mình. Đây là một tên đi tương đối ảo diệu của Gunny. Vâng, rất ảo cho Gunny trong tuần thi đấu này. Vâng, dường như là một tình huống mà Gunny đi vòng. Vâng, không biết nhà của Gunny ở đâu. Vâng, không thấy đi qua nhà BA của bên Lâm, không thấy đi qua những chiếc nhà BA kia. Đây tình huống vầy e để bắt nốt con cung rờ này. Tạm thời để ý nhà mình anh ơi. Không, người nhà mình dường như chưa có những đơn vị cung rờ được bạn. Đây, một bài đánh cũng là 5 BA của Gunny. Đây là nhà A của Gunny. Vậy tuần thi đấu đầu tiên là một tuần Gunny đi rất ảo. Tơn mà Gunny đi đường vòng từ sát mép bản đồ vào trong ruộng chính của mình. Liên tục những tình huống vậy em khá khét dành cho anh Vinh Lợi để có thể bắt số lượng cung rờ đi lệ của Gunny. Ở tuần thi đấu vừa rồi tôi cảm thấy Gunny đã không còn sóc được 5 nhà BA của mình nữa rồi. Một bài đấu mà hai game thủ chúng ta đánh với một chế độ là đi ăn hoang nhiều. Vâng, liệu rằng đám nông dân của Gunny đâu? Đây là bãi gỗ. Vâng, tại nhà chính của Gunny cũng không có nhiều dân. Một bài đấu mà bãi quả của mình đang bị phát hiện. Hai game thủ đang một bài đánh cũng tương đối giống nhau. Đều là những bài đánh cung rờ AC Gun đi ăn hoang. Để ý nhà chính của mình mà không biết còn dân không. Vâng, có hai cung rờ của Gunny thả vào trong nhà chính của mình. Vâng, liệu rằng có một con cung rờ tại mặt trong góc ba gì đấy, không thấy những chấm màu 7. Đây rồi, vâng, con cung rờ ba góc ba giờ anh thấy những đám màu 7. Vâng, cũng là cơ sở gì đây. Và đây là bãi gỗ rất to của Gunny. Và tên thi đấu này nhìn sơ qua có khoảng là 10 dân. Úp nhà bia lên. Vâng, tuần thi đấu mà số lên khá bất ngờ, Gunny có thể chơi ngay vào tuần đấu vừa rồi mình mất số lượng cung rờ. Mà Gunny đi ăn hoang tương đối khéo và phải nói những tuần thi đấu. Vâng, Gunny dò tương đối ảo khi mà thọc ngay vào những cơ sở quan trọng của mình.
một vài đấu mà tuần nhiều, bây giờ mình đi lỗi nhẹ một tuần. Vâng, ta đến với kèo đấu trận thi đấu đầu tiên trong C4 này. Một bài đấu bên mình là cầm Parmidan. Cầm Parmidan đối đầu với Babylon. Và trận thi đấu này bên mình là đánh giá là ưu hơn hẳn rồi. Một tuần thi đấu mà bên mình đây là một tình huống câu voi của Vlub. Vâng, phải cẩn thận trong tình huống này. Vâng, khi mà con voi đang đổ dốc những tầng dốc tương đối cao. Ồ, vâng, nhưng mà Gunny đi sai vẫn chưa hiểu trong tuần thi đấu này. Vâng, nhìn qua thì vài đấu Gunny tương đối là trống trải, nhưng mà quan trọng là đội bạn vẫn chưa đi dò nhiều. Vâng, cũng khó hiểu tuần thi đấu này, nhưng quan trọng là vâng, đội bạn đi sai thì chúng ta chiến thắng thôi. Vâng, có lẽ một tình huống mà anh Gunny nhớ cái map bài cầm Babylon vừa rồi là một bài nghiệt. Vâng, thời điểm đầu tiên cũng chưa phải đi dò hết thế nhà đâu. Vâng, vậy là 1-0 trong xe đấu thứ tư. Vâng, ta đến với trận đấu thứ hai nào. Vâng, Grick đối đầu với bên kia là Sen. Ồ, ở trận thi đấu bên mình đánh giá là quân vâng tương đối tịt trong trận đấu này. Vâng, Grick đối đầu với Sen.
Vâng, đến với trận đấu thứ tư này, phải nói trận đấu này quân bài là vâng rất khó đánh, nhưng quan trọng chúng ta chờ đợi xem một bài đấu tươi và anh Nguyễn Lớp sẽ phải vượt khó. Một bài đầu tiên tương đối gần nhà mình, bên kia là Sen. Vâng, một cặp Sen đối đầu với Grick. Vâng, và trận thi đấu này, vâng, nhìn qua thế bài của Grick trong tay Việt Lớp tương đối tươi. Vâng, liệu rằng bình hưu đầu tiên là bình hưu mấy con khi mà con vòi đôi vòi rất gần nhà chính của mình. Vâng, cố gắng tìm một thế bài là mắc binh và lên đời sớm nhất để có thể chơi chết nhà người cầm Sen. Nhưng quan trọng đối bạn cũng là bạn quân có thế mạnh về lên đời. Vâng, kể cả bên mình Grick tươi và bài Sen ổn thì bên mình cũng chưa hẳn đã lên đời sớm hơn đội bạn. Vâng, nói chung vẫn là một loại quân vâng tương đối là khoai. Vừa bài đấu thời điểm đầu tiên anh Vên Lớp tìm thấy tương đối nhiều đồ, kiểu bài hưu đầu tiên là gần nhà và đôi voi. Nhưng mà hơi đen trong tình huống con nông dân đi dò nó gặp ngay đôi sư tử. Một bài đấu anh vẫn bị nằm một dân. Vừa bài đấu mà nhìn cảnh bên kia không biết có phải thấp thoáng thêm con voi không. Từ ngoài bầy hươu đầu tiên và một con voi ra, anh Vlog vẫn chưa tìm thấy thêm đồ ăn gì. Và bài đánh mất một dần. Một bài Grick này cũng khá là khung. Vâng, phải nhìn qua bài Grick này cũng rất khung. Liệu rằng đây có phải là một đôi voi dành cho anh Vlog? Một con voi vẫy tai nhưng mà không. Vâng, chỉ là bài đánh. Về một bài đánh ba voi. Rồi trận thi đấu đánh với 25 dân và kích đời rơi vào khoảng tuổi cuối 7. Vâng, 7-5x dành cho anh Vlup. Vâng, bài cũng khá khung nhưng quan trọng là những bài khung nhà thường rất nghiệt về đồ ăn. Vâng, may sao những thằng nông dân này đi đập lô và gặp ngay một bầy hươu. Vâng, liệu rằng đây là bầy hươu mấy con? Ồ không. Vâng, bầy hươu tương đối mìn và chỉ là bầy hươu 4 con thôi. Và thời điểm cũng không phải là... Vâng, cũng may thời điểm này những thằng nông dân đi đập lô không mất thời gian nhiều để đi tìm đồ. Nhưng quan trọng bầy hươu này bầy hươu quá bé. Vâng, liệu rằng thời điểm khi mà lên đời xong, đây sẽ là bài không khỏe của anh về lớp. Omas, 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 Omas,
Thomas. Thomas, Alma, Thomas. Oh, Thomas, Donna, Thomas, Oklahoma. Lauren, Curry, Alma, Alma, Papadakis. Curry, Alma, Alma. Vâng, một bài đấu mà con giò của Gunny đã có mặt tại nhà bên lớp rồi. Vào thời điểm mình đi giò, người Gunny giò được bạn đã tìm thấy. Trận thi đấu mà liệu rằng nhà Gunny có phải rơi vào trường góc 3 giờ không? Vâng, chúng ta đi qua 3 giờ như vậy không? Một bài đấu mà Gunny rơi vào trường góc 6 giờ. Vâng, tạm thời con giò của Gunny đang công và tương đối khó chịu nhà của bên lớp. Tình huống vẩy anh nhanh để giữ đám nông dân ăn ruộng này. I need food. Yes. Vâng, ta đến với trận đấu bản lề trong trận đấu thứ tư này. Vâng, AC Gian. Vâng, AC đối đầu với Kata. Vừa đến với trận đấu bản lề này, khi mà quên mình đánh giá là đẹp hơn. Vâng, cung tuyển đối đầu với chém bên kia, một loại chém cùi của Kata. Và bài đấu này tại nhà của anh Blood tôi nhìn thấy tương đối là trống trải khi mà quanh nhà mình mới chỉ có một cây gỗ. Như vậy là một bài cây Sirian và gỗ đầu là rất sai cho anh Blood. Bầy gâu đầu tiên cũng là bầy gâu xa. Vâng, khá phải tốn thao tác tay để lùa bầy gâu này về. Vâng, giờ may sao mặt bên này anh vẫn tìm thấy cho mình con voi. Vâng, đỡ có thể tốn thao tác tay để lùa bầy gâu. Vâng, có lẽ bầy gâu đầu tiên này sẽ ăn chung chiếc nhà bét con xe giò của Gunny có đến nhà về lớp thời điểm là tương đối sớm. Vâng, thế trận rất có khả năng nhà Gunny sẽ rơi vào mạn góc 6 giờ khi mà mới phút thứ tư con xe giò được đẩy lên đến nhà của về lớp ngay đầu cánh kia. Vâng, nhìn qua thế bài này cho người cầm AC Gian vâng không có vẻ như
và cũng tạo nên một thế tương đối khủng khi mà bãi đá và bãi vàng này và tạo nên một thế mình có thể chốt nhạc, chốt những chiếc nhà về thời điểm ban đầu. Và ta trở lại trận đấu này, nhưng mà một bài đấu đánh với 26 dân và lên đấu tương đối ổn dành cho về lớp. Một trận thi đấu mà anh quyết định bò nhỏ nhà của mình vào. Vâng, bài đấu lên đời Gunny lên đời tương đối sớm, đây là 2 dân. Dường như là 2 dân của Gunny đang có ý định đi dâng chiếc nhà BL lên đây thì phải. Tôi thấy chỉ 2 dân. Một trận thi đấu mà Gunny lên đời sớm hơn và có 2 dân lên đây. Vâng, rất có thể Gunny sẽ đi thẳng vào nhà của Vlup để thiết kế một chiếc nhà quân trang. Một trận thi đấu mà bài đầu bạn là đánh chém và lên đời sớm hơn, có lẽ anh phải chủ động bò bế những cơ sở của mình. Vâng, có một chiếc nhà quân vào trong nhà của Vlup. Đây là một tình huống ôm bom bài cùng RAC khi mà đội bạn là chỉ là một chém bình thường. Vâng, ta chờ đợi xem những tên thủ đầu tiên của anh Vlup khi mà đối đầu với bài ôm bom. Một bài mà Gunny đã lên đời 3 xong. Vâng, bãi gỗ mình đây là một cánh bãi gỗ bên ngoài, nhưng quan trọng là anh giật được hai chiếc nhà, một chiếc nhà BS ăn hai cánh rừng tại vào trong góc kia. Tạm thời thì an toàn cánh này và có bánh xe nông dân AC sẽ là một tình huống đi ăn hoang. Vâng, nông dân AC loại nông dân có tốc độ. Vâng, chỉ cần mình có những tên đi ăn dân ăn hoang tốt và tụ quân lại để rỉa gió những đơn vị cùng đơn vị lạc đà đội bạn thôi, làm thế trận cũng được. Chỉ cần là tụ cung thôi. Ăn hoang thêm một bầy hươu này, vâng, có cả T lên đây, công lên đây. Vâng, khá khó chịu cho Gunny trong trận thi đấu này. Một bài chỉ cầm chém Katha nhưng mà Gunny là một tình huống ôm bom. Thời điểm này tôi cảm thấy cũng thấy tương đối hay. Oklahoma.
vài đấu sẽ là ba nhà BA đều trong 3 tôm thi đấu tiếp theo. Vâng, khi mà lượng thực của anh ôm lên được con số là 3 lít rồi. Vâng, cần phải tụ cung lại đã. Con cung rửa của mình đã là những con cung rửa giáp 2 của người cầm AC. Vâng, chỉ cần tụ cung và đi rỉa gió những bãi vàng của đội bạn là làm cho đội bạn yếu dần. Vâng, tuần những con cung rửa AC Rian đã giáp 2 thì không hề ngán những đơn vị lạc đà này đi lẻ của người cầm của Gunny. Vâng, tham lai của anh lên con số là 32, một bài đấu mà vẫn chưa mất nhiều, nông dân ăn hoang vẫn chưa bị quản. Vâng, thế là rất thơm rồi, bây giờ là bầy gấu to để Vến Lâu có thể ăn hoang. Vâng, lượng thực hoàn toàn thoải mái đây, thế sóc đều với 3 nhà BA của người cầm AC. Vâng, liệu rằng có tính tơn đi móc máy những cái đơn vị cơ sở của người cầm chém được bạn không? Vâng, Gunny xây, vâng, Gunny thiết kế nhà BL. Vài đấu khá bất lực. Vâng, một tình huống ôm bóng khá hay của Gunny, nhưng mà bên mình là một bài vẫn cần khỏe. Và tỷ số là 2-1 trong set đấu thứ tư. Vâng, ra đến với trận đấu thứ tư trong C4 này, một kèo đấu EAC. Vâng, chém tuyển và cùng tuyển đối đầu với nhau, một kèo đấu đánh giá là cân rồi. Vâng, rất nhiều kèo đấu giao lưu giữa các game thủ và thể loại EA đối đầu với AC. Và trận thi đấu này, một bài Yamato trong tay Vén Lớp đối đầu với bên kia là người cầm AC là Gunny. Ngoài đấu thời điểm này, vâng, liệu rằng đây có phải đôi vòi dành cho Vén Lớp không? Bầy gấu đầu tiên là bầy gấu cũng tương đối xa. Vâng, liệu rằng sát mép bản đồ nhà anh không biết là có thêm đồ ăn gì không? Cần phải có đi dò thật kỹ vào, đây là chỉ là một con voi. Vâng, một bài đầu mà thời điểm đầu tiên, vâng, đồ ăn lùa về của anh Vén Lớp chỉ là một con voi. Như vậy là bầy gấu phụ, bầy gấu đầu tiên này của anh Vén Lớp sẽ là một bầy gấu thiết kế ăn chung với chiếc BS, thời điểm sau có thể ăn vàng. Vâng, bãi quả phụ đã tìm thấy rồi. Điều cuối cần thời điểm này là chỉ khoảng đôi vòi câu về nữa là sẽ bài tương đối bắc bình và ép đời lên rời sớm dành cho Vén Lớp. Nhưng một bài đấu này vẫn còn phải một đồ nữa mới có thể khỏe được cho bài cầm Yamato. Vâng, vừa phát hiện thêm một bầy gấu nữa, đây sẽ là một bầy gấu kép để ăn chung với chiếc nhà BS. Vâng, thêm một con voi. Nhưng mà lực về sau của anh Vén Lớp sẽ là bài tương đối khỏe khi mà bãi quả phụ nhà đây bầy gấu kép và thêm một con voi. Vâng, để chém Yamato sóc thì cực kỳ xóa rồi. Vâng, giò của Yamato cũng lại giò tương đối rẻ. Oh,
Giá như trận thi đấu này, Gunny hoặc là bên lớp có con xe giò để tặng cho nhau để dò ra thế nhà sớm thì có vẻ tươi. Và một tình huống mà anh Vlop đã để ý có một xác con sư tử rơi vào cái mép khoảng 7 giờ. Vâng, thấy xác sư tử nằm góc 7 giờ rất có khả năng. Vâng, nhà của Gunny tại mạn đấy. Và trận thi đấu mà mình đánh cùng đánh chém Yamato. Vâng, kích. Vâng, 25 dân. Một bài đấu mà thời điểm đầu tiên mình hơi thiếu đồ ăn lùa về cho nên quãng thời gian lên đời không được thực sự khét. Vâng, vẫn là đầu 8 cho 25 dân thôi. Nhưng mà nếu có đôi voi về là sẽ là mắc bình. Thomas. Vâng, trận thi đấu liệu rằng có phải Gunny sẽ đánh chém của người cầm AC không? Vâng, thế bài rất gần thôi, vâng, khoảng dưới 3 giờ. Vâng, xa nhất là khoảng một thế bài mà chơi khoảng 5 giờ. Vâng, trở lại với con giò của anh Vlop thôi. Có lẽ đây sẽ là một con giò đầy đủ công giáp khi mà lượng thực của anh thời điểm này là ôm tương đối khỏe. Vâng, đây là phát hiện của thế bài Gunny vừa rơi vào khoảng góc 5 giờ. Vâng, chính xác đây là khoảng góc 5 rưỡi, một bãi và một thế nhà tương đối xấu. Vâng, con giò của mình đang đứng một thế là rất đẹp, một bài đánh chém của người cầm AC. Vâng, thật sự tuần thi đấu này con giò mình đang đứng một thế là mắc bình. Vâng, toàn bộ những thằng nông dân của Gunny tuần thi đấu này xếp hàng để có thể thi đấu. Vâng, đội bạn đang cố định. Vâng, nhốt một chiếc nhà MD, liệu rằng tuần đấu này mình có thể thi thố được với con giò. Vâng, ăn được số lượng dân. Vâng, những tình huống mà ăn khoảng vài dân và đổi một con giò. Một thế bài là một trận thi đấu này rất khỏe cho người cầm Yamato. Dường như anh đã có những turn nâng cấp bánh xe luôn rồi thì phải. Vâng, con giò này thì vẫn ngược lại turn đấu lại sẽ bắt được con giò của Gunny. Một turn là mình lời hơn. Vâng, cả hai đều bắt giò nhưng turn thi đấu này mình chưa hề bắt dân. Vâng, liệu rằng trận thi đấu này Gunny bài có khỏe như về lớp không? Vâng, đám nông dân ăn hoang này đi tìm rất hay. Vâng, gặp ngay bãi quả để có thể ăn hoang. Chỉ cần người cầm Yamato ăn hoang ngon nghẻ cái bãi quả kia thôi. Và sóc chém là cực kỳ trâu. Bãi vàng bò bế rồi. Không quan trọng thời điểm này, mình chỉ cần đi quản lý thằng nông dân ăn quả là được. Vâng, những cơ sở trọng yếu mình đã bò. Vâng, có một P cho người cầm AC. Chúng ta chờ đợi xem. Vẫn là những turn phù rất đỏ của Gunny. Vâng, không hiểu sao Gunny ăn gì mà những turn phù một trận thi đấu nào đánh phù cũng rất hên. Vâng, chỉ vẫy nhẹ một turn thôi mình mất ngay một con chém. Vâng, thật sự rất khó hiểu. Vâng, một turn thi đấu mà dâng 3 đánh với 3 nhà BL. Vâng, đã là chiếc BL thứ 3 của người cầm chém Yamato. Vâng, bãi quả này vẫn đang ăn khai thác cực kỳ ngon. Habadakis. Rogan?
trận thi đấu này thì anh Van Lớp vẫn chưa dò kỹ thế nhà của Gunny, liệu rằng một bài đấu mà Gunny có ruộng cơ cấu tại nhà không, hay là cũng một bài nông dân của đội bạn Điền Hoa. Vâng, có vài con, vâng, có một con đơn vị chém thu được của Van Lớp, con chém phản chủ. Vâng, giờ trong hai chiếc nhà BE, vâng, đây là tình huống vẩy E hay đối với thủ nhà, tránh những tình trạng đội bạn lọt vào đây. Vâng, một tình huống đấu quân. Vâng, tuần thi đấu vừa rồi là một tuần thi đấu mà Gunny là phù đen rồi, vẫn không thể đỏ mãi được dành cho Gunny. Timeline của mình là 3-7 với một bài đấu mà 3 nhà BL. Vâng, liệu rằng những thằng nông dân ăn quả kia đã khai thác hết chưa? Vâng, vẫn là Intern sóc chém cực kỳ đều. Vâng, đánh BL thì anh có thể sóc lỗi một chút, nhưng mà đánh chém thì không hề lỗi tơn thi đấu nào. Vâng, đánh chém là cái bản năng rồi. Vâng, bản năng đánh chém, sóc chém, trâu chém ngấm vào máu rồi. Vâng, lọt vào nhà AC một tơn. Vâng, nông dân của đội bạn đã có bánh xe rồi. Vâng, nông dân chạy cực kỳ tít. Vâng, đang ốp được nhà BP có tình huống vẩy E quay. Vâng, hai nhà bóng nhà BE được vẩy lên rất nhanh. Vâng, rất khét trong tình huống này, nhưng mà tơn thi đấu này dường như mình cũng không ăn được nhiều. Vâng, tuần thiếu này sẽ làm đi được lực vàng của Gunny lại yếu. Vâng, tạm thời thì số lượng đăng đà đội bạn chưa đông. Vâng, chơi luôn tuần thi đấu này. Vâng, đã là nâng cấp cả vàng chơi nhỏ. Vâng, tôi thấy lượng vàng của anh tương đối ít với bài đánh với ba nhà BL. Vâng, Gunny resize. Vâng, 3-1 trong set đấu thứ tư. Vâng, vậy hai game thủ chúng ta đang có tỷ số đều với C. Vâng, ta chuẩn bị đến với trận đầu tiên trong set đấu thứ năm, set đấu chung kết buổi tối ngày hôm nay. Vâng, giờ Gunny đang có một tình huống gạ kèo 7C. Rồi, có lẽ ra thành với 5C thôi. Rồi, chờ đợi xem quyết định của hai game thủ như nào. Gold, please. Yes. Vâng, giờ sẽ là 5C thôi. Vâng, chúng ta đến với trận đầu tiên trong set đấu chung kết. Vâng, set đấu chung kết Yamato. Tiếp tục là Yamato đối đầu với Babylon. Vâng, ra đến với kèo đấu trận đầu tiên này. Vâng, và trận thi đấu này thì Gunny phía bên kia anh không được cầm quân tuyển rồi. Vâng, Baby Don đối đầu vẫn là chém của Yamato trong tay Van Lớp. Và bài đấu này tôi thấy xung quanh nhà anh Van Lớp khá trống trải. Vâng, không thấy sự xuất hiện của Gừa Voi. Vâng, cần nắm khoảng hai con vừa tại cái bóng đen này. Vâng, bãi quả phụ tìm thấy, nhưng mà bầy hươu đầu tiên thì liệu rằng nó có nằm trong cái khoảng đen trước cửa nhà này không? Vâng, và bầy hươu đầu tiên là bầy hươu sát mép bản đồ với bầy hươu là 4 con. Vâng, chỉ là 4 con.
Vừa phải nói trong kèo đấu solo ngày hôm nay với các game thủ đánh với chiến thuật là khá là chớp nhoáng. Rồi liên tục những xê đấu rồi giải quyết trận thi đấu cực kỳ nhanh. Và khô máu thời điểm ban đầu. Vâng, không thể chơi thế trận lâu dài. Vâng, một là công, vâng, 5 ăn 5 thua trong tình huống những tình huống đầu tiên, vâng, 2 bãi quả phụ cho anh Velop. Nhưng có lẽ bãi quả này là hơi bãi quả nó hơi tù tội. Vâng, không có thế để đọc đóng chiếc nhà BG đẹp. Một trận thi đấu mà tôi cảm giác là trận thi đấu này Babylon của Gunny sẽ đánh chém thôi. Vâng, khi mà Babylon là lại quân đánh giá để cùng không hề tuyển. Điều rằng sẽ phải là bài hai nhà BL và thủ thêm một P dành cho Gunny. Vâng, Gunny là một, nếu như không phải quân tuyển thì rất dễ có khả năng là đánh lạc đà. Bãi quả này là bãi quả cực kỳ xấu khi mà nó không có thế đọc đặt BG là mắc binh. Thế đặt BG trận thi đấu này dành cho bãi quả phụ này là nó tương đối xa. Tất cả những cây quả đều ăn một thế là cực kỳ tù tội, bằng 26 dần. Một trận thi đấu mà anh lên đời không được sớm. Một trận thi đấu bên mình không lên đời được sớm và kể cả bên kia cầm Babylon thì cũng chưa biết đường nào mà lần. Chỉ cần một thế bài ổn của Babylon thôi thì một bài đấu về mình là vòng cuối 8 dành cho Velop. Như vậy trận thi đấu là hai game thủ ta đánh với đều đánh với công thức là 26 dân, một bài mà Gunny lên đời sớm hơn. Và cũng đúng thôi, khi mà bài đấu mà về lớp một bài thật sự là cũng không được đẹp lắm, một bài cuối 8. Thời điểm sau là tương đối khỏe, quan trọng là bãi quả này, giá như đây là bãi quả nó nằm thế đẹp hơn thì sẽ là bài thời điểm về sau là khỏe. Trận đấu lên đời muộn hơn, mình con giò mình sẽ đánh một thế thủ. Như vậy trận thi đấu này Gunny sẽ đánh chém khi mà chỉ số đào vàng của Gunny đã tăng rồi. Và anh Velop quyết định đi công lên, không đứng thủ trong tình huống này. Vâng, chiếc nhà BL đóng rất cao. Đây là một tình huống đóng BL cao của Gunny. Và cạnh đây là bãi quả, ăn được một dân. Tình huống soi máu nông dân khá khéo dành cho Velop. Đây tình huống vẩy e Gunny, vâng, may sao. Liên tục là tình huống ăn được hai dân. Đây là bắt vẩy e bắt giò của Gunny. Vậy thời điểm đầu tiên này bên mình đã có thế ưu khi mà bắt được con giò và ăn được khoảng 4 dân của Gunny. Vâng, chắc chắn bắt được con giò này và 5 dân không? Vâng không, chưa được khi mà con nông dân của mình tương đối yếu máu. Một con giò hoạt động rất hiệu quả dành cho anh Velop. Được rất khỏe lên đời xong lên đời luôn có thể kích bánh xe. 1L1P cho Gunny. Vẫn là những tình huống dựa vào cái thế mạnh là phù đỏ của mình và anh vẫn chơi P thủ lại những vị là chém của Yamato. Và đội bạn trận thi đấu này là có đơn vị lạc đà. Và phù là phù tuyển có P thủ lại. Thời điểm về sau có lẽ là Gunny cũng lên bánh xe và chuyển cho mình những con bí thừa thôi khi mà mình kẹp thêm một P.
Ham Lai 20. Thời điểm vừa rồi hai game thủ chúng ta đều là những người mất dần, đều tình huống vẩy e nhanh, còn không kịp nhìn. Tại nhà B thì chưa thấy con phù, và đây là tên con phù đầu tiên của Gunny. Vâng, sẽ tạo nên một thời tình huống mà Gunny phù đầu tiên là phù con dân. Và không ăn được rồi. Vâng, tạm thời là phế con phù đầu tiên của Gunny nhìn các bạn. Vâng, vẫn có những đơn vị lạc đà. Trận thi đấu, một trận thi đấu cảm giác khi mà bên mình lên đời muộn hơn. Một thế trận thì vẫn rất khó thời điểm này. Sau những tình huống ăn dân đầu tiên thì đến thời điểm này thì vẫn chưa có game thủ nào gọi là thế ưu, tạm thời mình chưa thì đi cầu. Vâng, phù rất nhanh. Vâng, không thể tin được. À không, vâng, ngược lại đây cũng là tình huống phù đỏ của Vlog, và đây là tình huống vẫn là đỏ của Gunny. Những tên trao đổi chém với nhau. Và đây là những tên thi đấu hai bên phù là ngang phèo. Mình ăn được chém, họ ăn được chém bên mình, và mình cũng ăn được lạc đà. Khá này là 21 của anh Vân Lâm. Tạm thời thì vẫn chưa có nhân vị công lên nhiều. Hai game thủ chúng ta đang rơi vào một thế là thủ và chờ quân lên để có thể vẫy thôi. Rất có khả năng thời điểm bên sau Gunny sẽ không, Gunny không đánh cung gừa mà đánh chuyển sang những con sọc đơn. Khá đông lạc đà và cộng thêm một con chém phù được của Vân Lâm. Đang là 21 rồi, trận đấu này mình đánh sự như tên thi đấu. Phù rất đỏ cho Gunny. Và tỷ số 0-1 trong trận đấu này, 0-1 trong trận đầu tiên. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai trong C5. Phải nói trận thi đấu vừa rồi là những tên phù rất đỏ, vẫn là như vậy. Tất cả những trận đấu đánh P của Gunny đều phù rất đỏ. Và trận đấu thứ hai này bên mình là Persian đối đầu với phía bên kia là Yamato. Đến với trận thi đấu này, và hai chém tuyển của hai game thủ sẽ đối đầu với nhau. Nhưng bên mình là Persian, một loại cần có tính đột biến cao, nhưng quan trọng thời điểm này vẫn chưa thấy hừa vòi cho một bài Persian. Liệu rằng đây có một phải là một vườn bách thú nhỏ nhỏ tại trà của Vệ Lâm không? Chỉ thấy những cánh rừng bao bọc, nhưng với bài Persian này thì cảm giác cũng không cần thiết về rừng lắm. Quan trọng là có hươu voi thôi. Bầy hươu đầu tiên, vâng đây có lẽ là bầy hươu phụ thôi. Cảm giác nằm tương đối xa. Có thể nói đây là một bài đấu Persian cũng không phải là đẹp, khi mà đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy nhiều động vật. Thời điểm chuẩn bị sang phút thứ 5 rồi. Vâng, đang có tình huống hơi giật giật một chút. Omas.
Vâng, Hà Nội đánh với Sài Gòn. Vẫn là những tuần thi đấu giật giật. Một bài đấu mà phải nói trận thi đấu này Persian với mình là không đẹp, và dường như tôi thấy một tình huống mà con sư tử vừa nằm chết tại đây. Vậy trận thi đấu này có dân của Gunny. Vừa có dân của Gunny trong tình huống này, như vậy nhà Gunny sẽ rơi vào mạn khoảng góc 5-6 giờ. Thật sự bài đấu này với mình là quá xấu đi. Vâng, Gunny. Gunny cũng là bài đấu đi dò tương đối rộng và cũng là thiếu đồ thôi. Vâng, Gunny đi dò qua mặt này thì cũng không có đồ dành cho anh. Vâng, hy vọng là một tuần thi đấu mà hai nhà đều xấu. Vâng, có bãi quả phụ, liệu rằng có tình huống ăn tranh không nhỉ? Như vậy anh sẽ bỏ bãi quả này, có ý định đi bú voi thôi. Liệu rằng Gunny trong tuần thi đấu này đã dò ra cái bãi quả này chưa? Một tình huống mà tôi thấy Gunny đi dò lên trên hướng của nhà anh Vlog, nhưng thật sự là trên này thì không có gì ăn. Hai sáu dân của Persian. Và trận thi đấu này anh lên đời vâng sang 9 mất rồi. Một trận thi đấu lên đời muộn của Persian với mình. Và hy vọng rằng Yamato bên bạn cũng thiếu đồ. Vâng, đây là một tình huống ăn tranh. Có khả năng trận thi đấu này hai game thủ đều là những thế bài nhiệt. Quan trọng là phải xem ai nhiệt hơn ai thôi. Một trận thi đấu mà hai game thủ cũng không thật sự là mắc binh, nhưng quan trọng Gunny là bài lên đời cũng đẹp hơn. Thời điểm đầu tiên thì Gunny là người tìm thấy nhiều đồ hơn, khi mà thời điểm này anh đã bắt đầu lên đời rồi. Con giò sẽ là một con giò đầy đủ công giáp, một bài lên muộn và lực khỏe. Luôn luôn như vậy, một bài đấu lên muộn thường là những bài lực khỏe về sau, khi mà thời điểm về sau là tìm rất nhiều đồ. Vâng, mới kích đời nhưng mà anh đã tụ cho mình được số lượng gỗ thực là gần 5-4 lít rồi. Một tình huống nâng cấp đào vàng. Nâng cấp đào vàng để chơi chồng đời, chơi pê lại. Con giò Gunny đã có mặt tại bãi quả của Vlub. Thực rất khỏe trong về lớp trong tuần thi đấu này. Vâng, gần 5-600 thực. 600 thực thời điểm lên đây 3 và anh sóc cho mình một tơn lạc đà. Và có P thủ lại nhà của Gunny. Tham lại là 21 sau những tuần thi đấu mà con giò được bạn chọc ngoáy tương đối khó chịu, mình mất vài đơn vị dân. Nhà Gunny dường như anh đang có một thế mà co cho mình một cái hốc tương đối là nhỏ nhỏ xinh xinh. Giò rất ảo diệu. Giò ngay vào đơn vị những bãi vàng của mình. Những
tuần thi đấu vừa rồi chắc chắn Gunny cũng đi dò loanh quanh không thấy bãi vàng và tình huống cũng phải nói là dò rất khéo của Gunny. Chơi ngay vào bãi vàng của Persian và thật sự là Persian khi mà bớt bãi vàng này thì không có gì để mà đánh cả. Rồi đây là turn phù của Velop và chờ đợi xem những turn phù này liệu rằng có đỏ như Gunny không. Vâng, được rồi, vâng, turn thi đấu này cũng là turn phù rất đỏ của Velop. Cũng phải công nhận tương thi đấu này là một tương thi đấu về lớp phụ tương đối đỏ thảm lại 24 của Persian. Về tiệm thời mình đang bị đang đi vào chiếc nhà PP này khá đông trẻ một Gunny chỉ đi vài đấu với 1L thôi và không biết là 2L hay là 1L, tôi chỉ thấy một con trẻ đẩy lên tiếp tục được tương phụ hai con phụ chỉ cần xin hai con chém để có thể thủ tương thi đấu này. Chúng ta đến với những dây bật của Velop trong trận thi đấu này và những trận thi đấu tiếp theo, một bài đấu mà Phonesian đối đầu với Greek và rất dễ đánh cho bên mình, quan trọng là bài vở nữa. All right.
bài đấu Phoenician đối đầu với Grix. Nhiều bài đấu của anh Velop thời điểm đầu tiên cũng chỉ một voi về. Giá như bài Persian kia một tình huống mà mình không đi dò lỗi con voi ngay gần nhà thì có vẻ một thế trận vẫn là thơm. Một bài đấu hai voi lùa về và bề gâu này là bề gâu 7 con. Sẽ là bài Phoenician đang chơi những đơn vị lạc đà để chơi và lạc đà thủ P đối đầu với những chém Grix. Bài đấu này tôi cũng nghĩ là chắc chắn không phải đánh giá cung đâu. Phoenician không có thế khung. Và ta trở lại trận đấu này, một bài đấu mà thời điểm về sau anh tìm thấy cho mình đồ ăn cũng tương đối ổn. Một bài đấu 8 tròn với 26 dân của Phoenician. Thì vừa anh thiết kế cho mình một chiếc BS thôi, sẽ là một bãi sẽ là bò nhỏ những cái khoanh gỗ như khoanh vàng này để thể chơi lại những người cầm chém Grix. Bên mình sẽ là đánh chém Phoenician và những con lạc đà của Phô. Không, một trận thi đấu này anh vẫn quyết định khung một thế hốc trong này. Vừa nhìn qua nếu khung một thế này thì cũng tương đối là bất lực. Bài đấu mà lực sẽ khỏe cho anh Vlog khi mà thời điểm này anh vẫn còn đang bú gâu như là bú cái bãi quả phụ này. Bên kia là Magandi, một bài đánh 25 dân của người cầm Grix. Còn BM sẽ mặt này. Và anh lên lớp một thế trận sẽ chuẩn bị cơ cấu cho mấy cái hốc nhỏ nhỏ này. Để mà nông dân Phoenician vâng bo bế nhà cửa thì không hề mất gì nhiều. Khi mà đây loại lâm tặc rồi, lâm tặc khai thác rừng cực kỳ trâu bò. Tại sao chiếc BS không nằm vào sâu bên trong thì tiện thể bo bế cái khung này luôn nhỉ? Còn nếu như một thế trận mà BBBM răng chung cái bãi vàng này và bao cả bãi gỗ thì có vẻ thơm hơn. Một trận thi đấu mà hai game thủ là lên đời ngang phèo. Nhiều tình huống mà con giò của Gunny đã có mặt tại cái bãi quả của mình. Một bài Gunny giò đúng hướng hơn. Một bài đấu mà anh Vên Lớp. Tiếp tục là một trận thi đấu mà anh giò lỗi. Anh phán đoán một thế bài mà Gunny rơi vào góc 6 giờ nhưng chưa phải. Đây liệu rằng Gunny có trong góc 9 giờ không? Vâng, đừng nói với tôi một trận thi đấu mà Gunny rơi vào góc 3 giờ. Ồ, à không, vừa trên góc 9 giờ. Một trận thi đấu mà Gunny đang thiên về một thế và đi ăn hoang nhiều hơn, khi mà tại nhà chính của Gunny tôi chỉ thấy một hai khoanh ruộng được vẽ ra. Hai khoanh ruộng dường như vẫn chưa bo bế gì. Một bài có P, có L và có A và đối đầu với phía bên kia là người cầm Grix. Và đến thời điểm này tôi cảm giác là Grix cũng tương đối là tịt rồi. Kể cả công P nhà đơn công chơi chém ở đây đều tịt dành cho một bài cầm Grix. Vâng, có T nhưng mà bên mình là có lạc đà, không hề xoắn nhiều trong tuần thi đấu này. Cảm giác con T gặp Grix vẫn tương đối đau. Vâng, mình mất hai dân trong cái bãi vàng kia.
đầu tiên. Chúng ta trông chờ sang tân phu đầu tiên này của Venlop. Nếu như phu được tân thi đấu này thì Gunny cũng sẽ resize thôi. Có y công lên đây, cần phải chốt chiếc nhà VE này vào. Đúng rồi, rồi chốt chiếc nhà VE để có thể giữ mạng con phù này và chuẩn bị phù những con đi. Có y đâm lên đây. Thật sự tên thi đấu này mình có những con lạc đá như cần chém và con cùng thừa bắn chua thì không hề xoắn một con y của người cầm Crick. Vâng, resize tỷ số là 1-2 trong trận đấu thứ 5. Chúng ta đến với trận thi đấu này. Trận thi đấu một kèo đấu solo cùng R, Hitty và Egypt. Vâng, hai lại quân về sức mạnh tuyển cùng tuyển. Và trận thi đấu này quân đánh giá là càng ngang phèo thôi. Cùng R, Hitty đối đầu với cùng R, Egypt. Và quan trọng là bên kia có đánh chém không. Một bài đấu mà bài Hitty trong tay của anh Venlop. Một bài thời điểm giờ trong góc 3 giờ để nhìn qua thế bài cũng tương đối trống trải khi mà những cây gỗ đầu. Thường thì bài Hitty những cây gỗ đầu cũng thật sự là bắc vinh. Hy vọng đây sẽ là đôi voi. Bầy hươu đầu tiên là bầy hươu 5 con nhưng mà nó nằm ở khá xa. Và khá từ tốn và chậm rãi trong những thao tác chuẩn xác để có thể đưa bầy hươu này về. Và một tình huống mà khá chỉn chu để có thể đưa bốn con hươu tương nằm tương đối xa về nằm đẹp tại nhà chính. Đây mặt bên này là đôi voi. Nhưng mà thời điểm đầu tiên đồ ăn đồ về cho anh về lớp là cũng tương đối ổn khi mà có bầy hươu nhà đôi voi về. Một bài nhìn qua về đồ ăn thời điểm đầu tiên này cho bài Hitty là rất thơm. Quan trọng là bãi quả phụ tìm ra nữa sẽ là bãi một trận thi đấu Hitty khỏe khi mà đã có hai cánh rừng. Và đây một bài đấu rất khung cho một thế bài Hitty bằng một tuần kích đạo nhầm. Tuần kích đạo nhầm hơi lỗi dần một chút nhưng không sao. Vẫn là những tình huống hơi giật nhưng
Một vài đấu rất nhiều dân của anh Vlup đến đời vào cuối 8 với 27 dân trừ 1. Vẫn thiếu một bãi quả phụ cho bài Hitty là cực cực sức khỏe. Vâng, thật sự và thế bài này cũng đẹp rồi, nhưng quan trọng là vẫn thiếu một đồ. Hiện tại một bài đấu mà anh kích vào cuối 8 và những dân đi lập đồ này vẫn chưa tìm thấy thêm đồ ăn. Một trận thi đấu mà Gunny đã lên đời rồi. Một bài cuối 8 của anh Vlup, một trận đấu là Gunny lên đời sớm hơn cũng là điều bình thường khi mà Gunny rơi một tình huống kích khoảng đầu 8 thì phải. Và chờ đợi xem. Thế bài thời điểm về sau anh tìm thấy bây giờ là tương đối muộn. Vâng, sẽ ảnh hưởng đến lực khỏe mình tương đối nhiều. Ở đây một chiếc. Và anh quyết định bỏ nhỏ cái dãy nhà của mình. Sẽ là tình huống. Như ở trận thi đấu này, người cầm cùng Egypt là không có chỉ số đào vàng, nhưng mà hai cô game thủ chúng ta sẽ solo cùng đờ với nhau, cùng Hitty đối đầu với cùng Egypt trong trận thi đấu thứ tư này. Vào trận thi đấu mà thời điểm Gunny đã lên đề ba xong rồi. Vào trận thi đấu mà có lẽ mình chỉ đánh được với 4 nhà VR thôi. Vâng, T của Gunny. Một thế bài dường như T của Gunny có hướng từ đi khoảng mạng 9 giờ lên. Và không biết có đúng không. Nhưng mà tên của Gunny sẽ là biết qua thế chiếc nhà BS của mình. May sao trận thi đấu này dường như Gunny không có xe SH thì phải. Không biết trận đấu này Gunny đã phát hiện ra thế bài của anh Vlup chưa. Một bài này thời điểm này lưng của anh Vlup thật sự yếu. Vâng, không là những tên sóc dần không được đều. Vâng, một tình huống mà Gunny đi dò tương đối ảo. Vâng, đánh ngay vào cái đồi cầm điện của Vlup. Một bầy hươu mà mình đang có định ăn hoàng lấy lực. Nhờ tên đầu tiên của mình là một tên sóc đều. Và quan trọng là tên thứ ba dường như một tình huống sẽ là hơi vói khi mà lượng thực của mình đang bị bay một tên. Một bài lên đời xong rất yếu của Vlup. Tạm thời thì toàn bộ thế nhà của anh đã khung cơ cấu cẩn thận rồi. Đẹp tình huống mình. Ô không, chỉ với 3 nhà VR thời điểm ban đầu. À không. Vâng, tên cung rửa đầu tiên là cung rửa 3 con và tên sau là 4 đều nhà VR rồi. Một bài đấu mà dường như Gunny cũng chỉ đánh với 4 nhà VR thôi. Nhưng đội bạn là lên đời sớm hơn. Nhưng vào thời điểm này Gunny sẽ là người có đông cung rửa hơn. Gunny vẫn chưa có dấu hiệu đẩy sâu lên. Vâng, tên thi đấu này chắc chắn Gunny không có cửa móc máy nhà Vlup rồi. Chỉ có tình huống đứng đấu quân thôi. Cẩn thận, Gunny có tình huống đi ảo sát mép bản đồ. Đây, Gunny đang có một tình huống đi đường vòng. Nhưng mà trận thi đấu này, đây là nhà A của Vlup. Và một tình huống điều quân tương đối nhanh cho Gunny. 1-0 với chỉ số điều giờ. Vâng, cung rửa là bạn cung rửa Egypt. Nhưng mà cảm giác mình chớm nhẹ một tên thôi. Và mình bắt hai con cung rửa. Còn trận thi đấu này mình là có thế gian đẹp hơn, nhưng mà đông cung rửa của đội bạn là cung rửa Egypt và đang có số lượng đông hơn. Còn tiếp tục là tình huống mà Gunny đẩy đều quân lên. Còn đây là 4 tên cung rửa của Gunny rồi.
Và anh Vlad đang giật quân cung cửa để đợi những tân quân tiếp theo. Nhưng tôi nghĩ thời điểm Gunny cũng đang trên đường bổ sung tân quân của mình rồi. Tạm thời thì nhà A của mình đang bị ốp lên. Vâng, vẫn là những tân, hay là hai tân của Egypt. Và một thế bại là thời điểm sau là thiếu đồ dành cho người cầm Hitty. Như vậy là kèo đấu chúng ta chỉ chốt đánh với 5C thôi vào một buổi tối. Và chung cuộc chúng ta để thua với tỷ số là 2-3 VC. Vâng, và buổi tuần thứ trực tiếp kèo đấu solo về random giữa Vlad và Gunny cũng xin được kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những kèo đấu ngày mai của VEC TV. Vâng, rất cảm ơn anh em đã theo dõi kèo đấu này.